Trong dược phòng sơn có vị thần y thuật cao minh, có kỹ năng hồi xuân, có thể làm người chết sống lại, được gọi là ngạo thế y tiên. Tập thể nhà họ Thẩm quỳ lại cầu xin hứa thần y cứu lấy gia chủ nhà chúng tôi, cầu xin hứa thần y cứu lấy gia chủ nhà chúng tôi. Không chào hỏi, đột nhiên tới thăm, các người không biết quy tắc cứu người của ta hay sao? Tiên y có 6 quy tắc không chữa bệnh. Thứ nhất là người bất trung bất hiếu sẽ không cứu. Thứ hai là những kẻ bội tín sẽ không cứu. Thứ ba, kẻ đấy tâm sẽ không được cứu. Thứ tư, những kẻ xảo trá và đạo đức giả sẽ không được cứu. Thứ năm, kẻ nào gây họa cho nước, cho dân sẽ không được cứu. Thứ sáu, tâm tình không tốt thì không cứu. Vậy ngươi cho ta một lý do ra tay xem nào. Hứa thần y gia chủ nhà chúng tôi cứu giúp dân chúng, vô số khoản quyên góp được thực hiện mỗi năm, tuân thủ các quy tắc điều trị của ngài. Người tốt như vậy không nên chết, nhà họ Thẩm chúng tôi nguyện ý bỏ ra một thẻ đen không giới hạn, cộng thêm 3 điều kiện không giới hạn, đáp ứng yêu cầu của hứa y tiên. Cầu xin hứa y tiên cứu lấy gia chủ của chúng tôi, cầu xin hứa y tiên cứu lấy gia chủ của chúng tôi. Ngày mai là ngày vợ yêu của ta mở tiệc, hôm nay tâm trạng của ta cũng ổn, dẫn đường đi, ta đi chuẩn bị chút. Đa tạ hứa y tiên ra tay cứu giúp. Đa tạ hứa y tiên ra tay cứu giúp. Đa tạ thần y, đem tôi địa ngục quay về. Không cần, trách nhiệm của bác sĩ thôi. Nghe nói ngày mai là bữa tiệc của ái thê ngài, để bày tỏ ân sủng cứu mạng, nhà họ Thẩm tôi gửi tới cho vợ của ngài, vốn đầu tư khổng lồ thế nào, ông tự xem mà sắp xếp đi. Cung tiễn thần y. Trợ lý Tống, sao anh lại đến rồi, ngồi đi. Ký đi, ý của Tô Tổng, bảo Tô Duyệt đến, tôi muốn nghe đích thân cô ấy nói, cậu là cái thá gì, cũng xứng gặp Tô Tổng nhà chúng tôi. Tô Tổng chính là nữ tổng tài, có giá trị vượt quá 100 triệu tệ ở Thanh Thành, ở cùng với kẻ xấu như cậu, quả ứng là hoa nhài, cắm bãi phân châu. Đây là chuyện riêng giữa vợ chồng chúng tôi, không đến lượt người ngoài như anh chỉ tay năm ngón. Làm sao, tôi nói sai à, cậu cái đồ phế vật, chỉ biết ăn bám, hại cho Tô Tổng chúng tôi, mỗi lần ra ngoài bàn bạc hợp tác, đều bị mọi người cười nhạo, ở nhà có tên chồng vô dụng, cậu chính là nỗi nhục lớn nhất của Tô Tổng. Tôi nói lại lần nữa, để Tô Duyệt tự mình đến nói, còn không thì khỏi cần bàn. Không cần, bây giờ tôi sẽ nói rõ ràng. Duyệt Nhi, đây là ý của em sao? Sự nghiệp của Tô Tổng bây giờ đang trên đà phát triển, vừa rồi mới nhận được cuộc gọi đầu tư của nhà họ Thẩm, cái tên ngu dốt nhà cậu, có biết đầu tư là có ý nghĩa gì không? Hứa Dương, cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Tôi đã làm việc chăm chỉ bên ngoài những năm này, anh lại trả giúp tôi một chút nào. Công ty có thể một bước lên trời, không có thời gian cho tình cảm cá nhân. Hy vọng anh hiểu cho, chúng ta dễ hợp dễ tan. Dễ hợp dễ tán, theo thỏa thuận sau khi ly hôn, anh có thể nhận được 500 vạn tiền bồi thường. Số tiền này, hãy coi đó như sự đóng góp của anh ở nhà trong những năm này. 500 vạn. Thật nực cười, không chỉ có vậy. Trong bữa tiệc tôi sẽ không có chuyện kết hôn, tổ chức đám cưới hoành tráng cho vợ. Tô Tổng đã đáp ứng cho cậu 500 vạn tệ rồi, cậu lăn lộn cả đời này, cũng không thể chạm tới số tiền này. Số tiền này tôi thật sự chả thèm. Duyệt Nhi, em thật sự muốn ly hôn với anh sao? Đúng. Mấy năm nay anh vẫn luôn ở nhà làm việc nhà, không có kinh nghiệm kinh doanh nước ngoài, số tiền này có thời hạn sử dụng. Nếu như anh biết tận dụng, cũng đủ cho anh ăn mặc nửa đời. Đây đối với chúng ta mà nói, sự lựa chọn tốt nhất, cũng chính là lòng tốt bụng của Tô Tổng chúng tôi. Đổi thành là người khác, ai sẽ nhượng bộ cho cậu mấy cái này chứ? Nếu đã như vậy, dễ hợp dễ tán, bông hoa nát gì chứ? Lẽ nào, cậu nhặt ở bãi rác nào, mang về đây? Chiếc vòng cổ Damascus này, chính là Lý Công Tử lấy được từ cuộc đấu vía, mua nó với giá cao, tặng cho Tô Tổng chúng tôi, một món quà đắt tiền như vậy. Một kẻ ngốc như cậu, cả đời này cũng không mua được đâu. Anh ta tại sao lại tặng quà cho em? Đương nhiên là đợi cái tên phế vật nhà cậu ly hôn với Tô Tổng, muốn cầu hôn với Tô Tổng của chúng tôi. Lý Công Tử lại không thể nhẫn nại như vậy, theo đuổi Tô Tổng của chúng tôi cả năm nay. Hai người đã bên nhau một năm rồi. Không, bỏ đi, không cần giải thích. Đúng rồi, chúc hai người hạnh phúc.
ly hôn và kết hôn chọn cùng một ngày. Thật nực cười. Vừa rồi nói là không cần, bây giờ nhận được lại nhanh như thế, khẩu thị tâm phi. Rời xa cậu ta, cô sẽ càng ngày càng tốt hơn. Quá tốt rồi, Hứa Dương ly hôn rồi, mang của hồi môn cho tôi, lập tức tới Giang Bắc. Là anh cứu tôi, cô bị người ta hạ độc. Mỗi ngày sắp thuốc uống 2 lần sáng và tối, trong vòng 1 tuần sẽ khỏi thôi, tôi khỏi rồi có thể đi tìm anh không? Tôi đã kết hôn rồi. Anh kết hôn rồi thì có sao chứ, vô tình tôi không phải anh không gả. Hứa Dương, lần này anh sẽ không thể trốn thoát được. Chủ nhân bữa tiệc của Tô gia có nên hủy bỏ. Cái hào môn ở Giang Bắc, chính là đợi ngày khai khẩu, còn có vốn đầu tư của nhà họ Thẩm, đã được chuẩn bị, chỉ đợi ngày phát ngôn và đưa nó cho ngài, tại sao phải hủy? Tiếp tục, Tô tiểu thư trà đạp tấm lòng của anh, ngài tại sao lại vẫn giúp cho cô ấy, tốt xấu gì cũng từng là vợ chồng, cứ coi như tặng cô ấy món quà cuối cùng đi. Vâng. Nghe nói nhà họ Tô có được vốn đầu tư với số tiền khổng lồ nhà họ Thẩm, vậy thì Tô gia sau này ở Giang Bắc thật sự là thành hào môn rồi. Đúng đó, Tô gia bồi dưỡng ra được một cô con gái tài giỏi. Trong danh sách khách mời này, không chỉ những gia đình giàu có ở Giang Bắc, ngay cả không ít đại nhân vật ở đế đô cũng đến. Làm gì có làm gì có. Đây đều là những thành quả của sự chăm chỉ của Diệt Diệt. Tô Tổng trẻ tuổi, lại có được nhiều đại nhân vật đánh giá cao. Đúng là tiền đồ vô lượng. Thật đáng tiếc, sau lưng lại có bình rượu giấm. Cô nói, chính là tên con rể của Tô gia đó sao? Yên tâm đi, nghe nói bọn họ đã ly hôn 2 ngày trước rồi. Ly hôn với tên phế vật Hứa Dương, chính là quyết định đúng đắn nhất của chị con. Không có cái tên này, vận may sẽ không bị ngăn cản nữa. Đúng đó, cái tên phế vật đó, suốt ngày chỉ biết ở nhà nấu cơm, chả giúp được cái chuyện gì. Từ khi hắn ta rời đi, ở nhà liền yên tĩnh hẳn ra. Cái tên phế vật nhà anh đúng là âm hồn bất tán. Đây là chỗ nào chứ mà anh có thể chạy nhảy linh tinh hả? Thật là xui xẻo. Lát nữa để người ở gia tộc Bế Đô nhìn thấy, nhất định sẽ chê cười cậu, còn không mau cút đi. Đến theo lời mời, tại sao tôi không thể đến? Thư mời tối cao, sao có thể ở trong tay cái tên phế vật nhà mày chứ? Tôi đã nghe về lời mời tối cao này, toàn bộ bữa tiệc chỉ có một tờ, chính là Tô Tổng đích thân đưa cho Thẩm gia. Sao lại ở trong tay cái tên con rể phế vật này chứ? Nhất định là cái tên phế vật này không chết tâm, làm giả thư mời. Tiếp tục đến bữa tiệc, muốn ăn bám là liếm chị tôi, Hứa Dương cũng không nhìn xem, cái vẻ ngoài bẩn thỉu của hắn, lại còn muốn bám theo Diệt Duyệt của chúng tôi, không có chút tự trọng nào cả. Trời sinh ra chính là tên nam nhân vô dụng, nhân viên bảo vệ, đưa anh ta ra khỏi đây nhanh chóng, để tôi xem ai dám. Được lắm Hứa Dương, tên nam nhân nhà mày, vừa mới ly hôn với chị của tôi, lại tìm một người phụ nữ khác. Tôi thấy anh là đã ngoại tình từ lâu rồi, làm chuyện có lỗi trong lúc còn kết hôn với chị tôi nhỉ. Đúng là không biết tốt xấu, ăn trực uống trực ở Tô gia, không có sự giúp đỡ gì cho Diệt Duyệt, cũng thôi đi, lại còn ngoại tình. Cái tên phế vật không thể nuôi dạy, các người có tư cách gì mà buộc tội tôi? Tô Duyệt bản thân cô ấy đã làm gì? Trong tâm các người tự rõ, tôi làm cái gì, cũng không đến lượt na chỉ tay 5 ngón. Tôi thấy cả nhà các người, đúng thật là không biết trắng đen, con hồ ly tinh không biết xấu hổ, cô đang nói vớ vẩn gì vậy hả? Hai người họ quấy rối bữa tiệc. Lát nữa chạm mặt với Thẩm gia, ai sẽ chịu trách nhiệm, đuổi họ ra ngoài. Hôm nay là bữa tiệc của nhà họ Tô, anh đến đây làm gì? Tham dự một bữa tiệc, chị, thư mời của hắn ta, nhìn là biết nhặt được. Hai người vừa mới ly hôn, anh ta liền mang tới một ả đàn bà, ở đây lần vẩn, làm hỏng bữa tiệc, em đoán, hắn ta là thấy Tô gia chúng ta, sắp một bước lên trời, muốn tới và gây rắc rối. Hứa Dương, tôi biết việc ly hôn đối với anh mà nói, đó là một cú sốc lớn, nhưng anh không cần phải làm, thư mời giả, để mà đột nhập vào bữa tiệc, chỉ có một tấm lời mời tối cao duy nhất, tôi đã đích thân giao nó cho nhà họ Thẩm, từ Thẩm gia đưa cho ân nhân, anh giả mạo lời mời, nhà họ Thẩm tuyệt đối không thể tha cho anh, cô làm sao biết được, tôi không phải ân nhân của nhà họ Thẩm. Chuyện đã tới mức này, anh vẫn còn đang mơ tưởng à? Ân nhân của nhà họ Thẩm chính là tiên y nổi tiếng thiên hạ, đã 5 năm rồi, anh là cái loại gì tôi còn không biết sao?
Dù đã ly hương, anh cũng không nhất thiết phải lừa dối tôi vậy đâu. Hứa Dương, mày đừng có dát vàng lên mặt nữa. Mày nếu như là ân nhân của Thẩm gia, tao sẽ cúi đầu xin lỗi mày ngay tại chỗ. Tô gia chúng tôi, làm sao mà lại đã từng tuyển một cái loại con rể ăn bám không biết xấu hổ như cậu được chứ? Ăn không uống không thì thôi đi, đây lại còn đi đắc tội với Thẩm gia nữa. Đắc tội với Thẩm gia, cậu phải có bao nhiêu cái mạng mới đền cho đủ đây? Còn không mau cút đi cho ta. Tô Duyệt, lời mời này được đích thân cậu gửi tới, cậu có thể biết điều đó đúng hay sai chỉ trong nháy mắt. Đủ rồi, làm sao cậu có thể có quan hệ họ hàng với nhà họ Thẩm được chứ? Hứa Dương, mày thực sự hết thuốc chữa rồi, ai cho mày dũng khí mà dám lớn tiếng như thế chứ? Chị à, tên phế vật khốn kiếp này, còn thực sự coi bữa tiệc này là nhà của mình sao? Nhìn dáng vẻ ngạo mạn của anh ta kìa, một tên khốn kiếp thôi, mà tưởng mình là nam chính ngôn tình. Tên khốn này, thật sự là vô luật pháp. Duyệt Duyệt, gọi bảo vệ đi tới đây, vứt thằng tồi này ra khỏi đây. Đừng có để nó sổ tới những vị khách quý của ta, bỏ đi, coi như là giúp hắn một lần cuối. Chủ nhân, những người này thật sự là ngang ngược, nhiều lần phạm các tội. Ngài xem nếu tôi không đem nhà họ Thẩm ra, để làm gương cho các gia tộc khác thì sao? Không cần, không cần phải quan tâm đến lúc sâu mọt này, cứ chờ xem điều gì xảy ra là được, tôi đang mong chờ nó đây, lát nữa bọn chúng sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ? Đi thôi. Ôi Lý Thiếu Dí, cậu ở đây à? Gần đây Duyệt Duyệt nhà tôi thường hay gọi cậu trước mặt chúng tôi đó. Đúng đó Lý ca ca. À mọi người đang chờ anh kìa, chúng ta mau đi thôi. Gì với chú em này khách sáo quá rồi. Từ bây giờ chúng ta sẽ là một gia đình. Đúng đúng là một gia đình. Cảm ơn Lý công tử đã giới thiệu. Vừa rồi nhà họ Thẩm tiếp tục bơm thêm vốn vào, sau này sẽ còn hợp tác nhiều với nhà họ Lý. Mong Lý công tử chỉ giáo nhiều hơn, tăng thêm vốn đầu tư. Đúng đó Lý Thiếu Gia, cảm ơn lời đề cử của cậu lần này bốn. Nhà họ Tô chúng tôi lần này, tất cả phụ thuộc vào sự hỗ trợ của cậu, mình cũng chỉ là thử hỏi đại một lần, một gia đình giàu có như nhà họ Thẩm, làm sao có thể bơm vốn liên tục chứ? Không lẽ là bố mình đã ra mặt sao? À, tôi cũng vậy, chỉ là giới thiệu ngắn gọn mà thôi. Cuối cùng tôi nói rằng Duyệt Duyệt rất xuất sắc, nếu không thì nhà họ Thẩm, họ cũng sẽ không đầu tư nhiều tiền như vậy. Duyệt Duyệt, cha anh và nhị gia chủ của nhà họ Thẩm, họ là bạn cũ nhiều năm, nếu sau này em có cần giúp đỡ điều gì, thì cứ việc tìm đến anh luôn luôn sẵn sàng. Cảm ơn Lý công tử, lần này nhờ có Lý thiếu gia rồi, nếu không thì nhà họ Tô của chúng tôi, hết cứu nổi, sao có thể trở thành nhà giàu mới nổi ở Giang Bắc như bây giờ. Lý công tử chính là quý nhân của nhà họ Tô chúng tôi, không giống như cái thằng ăn chùa uống trực suốt, 5 năm này. Kể cả nhà họ Tô ta có nuôi con chó, thì nó cũng có lợi hơn mày. Gì, hắn ta chính là con rể cũ của nhà họ Tô sao? Kiệt ca ca, hắn ta chỉ là thằng chân yếu tay mềm. Thằng đó so với anh như là cái khóe móng chân thôi. Đúng vậy, đừng để điều này ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của gia đình chúng ta. Mấy người có chắc chắn về khoản đầu tư của nhà họ Thẩm là do Lý công tử giới thiệu không? Đó là điều đương nhiên, nếu không có tôi, đích thân đi đề xuất với nhà họ Thẩm, làm sao họ có thể nhận thấy gia tộc nhỏ bé như chúng ta? Làm sao, cái thằng khốn này, mày bị đá ra khỏi nhà họ Tô rồi không có tiền mua cơm ăn, nên mày tới đây để làm bẩn mắt người ta à? Có cần bổn thiếu gia cũng đề xuất mày không? Mày thấy công việc đi gọi nhà vệ sinh thế nào? Ê thằng kia có nghe thấy không? Một chân dọn vệ sinh của nhà họ Thẩm, lương tháng mấy trăm nghìn đó, cái chân gọi nhà vệ sinh này giúp cho cái thằng phế vật này có thể sống bằng sức lao động của mình và có miếng cơm manh áo với tài sản của nhà họ Lý của mày. Thế mà có thể giới thiệu được khoản đầu tư khổng lồ của nhà họ Thẩm sao? Bộ mặt của nhà họ Lý ở Giang Bắc cũng to thật đấy nhỉ. Cái tên này tuy ngu nhưng nói cũng có lý. Nhà họ Lý có thể giúp đỡ nhà họ Tô mang lại sự đầu tư lớn như vậy, tại sao nhà họ Lý lại không muốn? Tôi cũng không tin bất kỳ doanh nhân nào cũng không từ bỏ cơ hội kinh doanh lớn như thế này đâu. Đủ rồi Hứa Dương, Lý công tử có thể thu hút đầu tư chứng tỏ rằng tôi có năng lực đẳng cấp. Anh như này đúng là xấu người xấu nết, âm mưu toán tính, làm tôi rất buồn nôn. Sao trước đây tôi không thấy cái nét xấu tính của anh vậy? Nói hay lắm, Duyệt Duyệt à, một tên đàn ông chân yếu tay mềm thì làm nên cơm cháo gì, sao có thể không biết được hắn là loại như thế? Không hổ danh là nhà họ Lý, được giáo dục đàng hoàng, đúng là các gia tộc hào môn ở Giang Bắc thì được giáo dục đặc biệt. Nếu như mày có thể bằng một nửa của Lý thiếu gia, hôm nay chúng ta sẽ không kết thúc như thế này. Hôm nay cả nhà ta đã tới đây rồi, nếu mày còn muốn giữ thể diện thì hãy cút đi ngay bây giờ đi, đừng làm bẩn mắt gia đình chúng ta. Không cần. Cái tên khốn này, cả đời này chắc là cũng không có cơ hội được gặp các đại thần giàu có đâu nhỉ. Cứ để cho hắn ở đây, cho hắn được mở mang tầm mắt. Bữa tiệc của nhà họ Tô, con chỉ cần tôn trọng tiểu thần y thôi, không được có sai sót nào cả. Nếu như xúc phạm tới tiểu thần y, hãy ra khỏi nhà họ Thẩm, rồi chết để đền tội.
Cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự bữa tiệc này. Tập đoàn Tô Thị sắp ra mắt trên thị trường. Thân làm CEO của tập đoàn Tô Thị, hy vọng các vị sau này sẽ quan tâm nhiều hơn. Cũng hoan nghênh các vị có thể hợp tác đôi bên cùng có lợi với tập đoàn Tô Thị. Tô Tổng khiêm tốn quá rồi, mấy người chúng tôi đây sẽ theo ngài mà. Đúng đó, Tô Tổng tuổi còn trẻ, đã có thành tựu như vậy. Cô ấy đúng thật là người hùng của phụ nữ. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, tôi đã nhận được một cuộc gọi của Thẩm gia, muốn đầu tư gấp đôi, để Tô Thị chúng tôi ra mắt trên thị trường, lên một tầng cao mới, tăng gấp đôi số vốn đầu tư. Con gái của Tô Thị thật sự rất giỏi nha. Tô Tổng ưu tú như vậy, vết nhơ duy nhất trong đời, lại chính là tên chồng cũ phế vật. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn đặc biệt một người, đó chính là Lý Công Tử Lý Xương Kiệt. Lần này hợp tác với Thẩm gia, may mà có Lý Thiếu Tiến cử, nhà họ Thẩm chúng tôi mới nhận được đầu tư. Đây là điều anh nên làm. Tôi và Tô Duyệt, nửa tháng sau, sẽ có một đám cưới. Đến lúc đó, mời tất cả mọi người ở đây tới tham dự. Sao tôi nhớ Tô Tổng? Đã kết hôn rồi mà. Tô Tổng sớm đã ly hôn với tên phế vật kia rồi. Nghe nói tên con rể đó, 3 năm cũng không chạm vào một ngón tay của Tô Tổng. Tô Tổng và Lý Thiếu mới là kim tài ngọc nữ, trai tài gái sắc. Cái tên phế vật đó thì là cái thá gì chứ? Chồng cũ của Tô Duyệt, cũng chính là tên con rể của Tô gia, cũng đã đến hiện trường. Vào ngày lễ kỷ niệm, tôi muốn nói với hắn ta một câu. Cảm ơn cậu đã tha cho Tô Duyệt, đưa vợ của anh cho tôi. Lý Đại Thiếu, đầu tư của Thẩm gia, anh có chắc là do công lao của anh không? Đúng thật là có người dám giả mạo đấy. Tên phế vật này có mặt mũi đến sao? Không lẽ là bị cho đội mũ xanh gì đó, rồi thích nhìn người khác ôm vợ mình? Tôi nếu như là anh ta, liền đào một cái hố rồi chui xuống giỏi. Hứa Dương, anh bớt nói vài câu đi. Đầu tư không phải Lý Thiếu lấy được, còn có thể là ai chứ? Tất nhiên đó là tôi. Cười chết mất, bây giờ thì ai đang giả mạo chứ? Mọi người liếc mắt cái cũng có thể nhận ra. Hứa Dương, mày chẳng qua chỉ là tên ở rể phế vật mà thôi, lấy đâu ra mặt mũi mà quen biết với người của Thẩm gia chứ? Đây chính là sinh lễ của tôi cho Duyệt Duyệt. Cái tên phế vật nhà cậu, bản thân không có bản lĩnh cũng thôi đi, bây giờ lại còn dám nghi ngờ Lý Công Tử, cướp lấy công lao về bản thân mình, cũng không nhìn lại xem mình là cái thá gì. Nói chuyện nhảm nhí, không biết được mình ở vị trí nào. Chị tôi năm đó nhìn chúng anh, thực sự mù quáng. Tôi vốn dĩ niệm tình phu thê, nhưng mà anh năm lần bảy lượt xúc phạm đến những vị khách của Tô gia tôi, gây rối trật tự. Tốt nhất anh vẫn nên tự mình rời đi đi, nhà họ Thẩm đến. Thẩm quản gia mau tới, hôm nay là một ngày trọng đại. Chỉ cần đợi nhà họ Thẩm đến dự tiệc. Lần này tôi đến đây theo lệnh của gia chủ, đàm phán với Tô Tổng, ký hợp đồng đầu tư. Gia chủ còn nói, chỉ cần Tô Tiểu Thư mở lời, gia chủ chúng tôi có thể tiếp tục đầu tư nhiều hơn. Vậy thì cảm ơn Thẩm quản gia nhiều rồi. Thẩm quản gia đích thân tới tận cửa đưa vốn đầu tư, đúng là lần đầu tiên thấy đó. Tô gia sau này chính là một bước lên trời rồi. Chúng ta sau này cứ theo Tô Tổng mà làm. Mấy người họ vất tay một tí cũng đủ cho chúng ta sống. Tại sao chỉ có quản gia đến? Thẩm Bình Đào ông ta đâu? Thẩm Bình Đào ông ta đâu? Vị này là, hắn ta chính là chồng cũ của Tô Tổng, đã bị nhà họ Tô đuổi đi rồi. Tên đàn ông bám váy phụ nữ cũng không phải. Hứa Dương, cậu thật sự chán ống rồi à? Lại dám nói với Thẩm gia như vậy. Cậu chê chết chưa đủ nhanh à? Cậu là cái thá gì cũng dám gọi thẳng tên của gia chủ? Tự phụ, chỉ là người giúp việc nhà, lại dám vô lễ với Hứa tiên sinh. Ai cho anh cái gan? Hóa ra ngày đại hỉ bị đôi cẩu nam nữ này phá hoại tâm tình. Cái con tiện nhân nhà cô làm tiện nhân đến nghiện rồi à? Cái tên phế vậy này cho cô bao nhiêu tiền để cô hầu hạ hắn ta như một con chó như thế? Tôi cho cô gấp đôi, cắn ngược lại hắn cho tôi. Hai người này thật là chướng mắt. Thẩm quản gia yên tâm, tôi sẽ bảo người đem đôi cẩu nam nữ này đuổi ra ngoài, dạy cho một bài học. Trước khi ông đến, Thẩm Bình Đào không nói với ông cái gì à? Tên con rể này có biết y thuật không? Cái tên phế vật như hắn ta chỉ biết quét nhà nấu cơm, cái gì cũng không biết. Hắn ta chính là tên con rể phế vật. Gia chủ quá ạc cho nhắc, khách của nhà họ Thẩm chúng tôi chính là y tiên đại nhân trong huyền thoại, đó là sự tồn tại cậu không thể chạm tới. Hai tên các người còn ngây ra đó làm gì? Đem đôi cẩu nam nữ này vứt ra ngoài dọn dẹp sạch sẽ cho tôi. Mọi người cùng nhau ra tay, đem cái đám gai mắt này cút đi cho tôi. Ai hạ gục hắn trước? Người đó chính là đội trưởng đội vệ sĩ. Dừng lại. Nhiều năm như vậy, em cuối cùng cũng đợi được anh ly hôn. Sao cô lại đến? Em nếu như không đến, cái đám người không biết xấu hổ này là muốn lên thiên đường rồi. Lại là ai đây? Phóng tầm mắt ra cả hào môn thế gia,
Sao tôi chưa từng thấy tên của tiểu thư đây nhỉ? Cô không phải là diễn viên do Hứa Dương mời đến đó chứ? Đến để biểu diễn cùng chứ gì? Đúng đó, Phúc gia tôi nhiều năm ở Lâm Thanh như vậy, trước giờ chưa nhìn thấy vị tiểu thư này, chỉ là một người tầm thường không đáng nhớ mà thôi, lại dám tới gây rối ở bữa tiệc của Tô tổng. Không phải chỉ là muốn tới phá đám hay sao? Bây giờ có sự trợ giúp của thằng gia, Tô gia đã là ở một tầng cao mới, một quý tộc giàu có như vậy, chỉ giữ lại một chút, liền đủ cho đôi cậu nam nữ này ăn được vài năm rồi. Ở đâu ra con tiện nhân, cũng không nhìn xem bản thân mình thế nào, cô dám đến nhà họ Tô của tôi để gây rắc rối. Hứa Dương, anh với cô gái này đã mập mờ không rõ trước khi chúng ta ly hôn, anh lấy đâu ra mặt mũi mà trách móc tôi chứ? Có lẽ hai người các người sớm đã vụng trộm với nhau một thời gian dài rồi. Hoa này đẹp thật, không hổ là hoa do đích thân anh trồng. Mão Thỏ nói em có thể mang đi hết, em đem đi anh không tức giận chứ? Sau núi của tôi còn có cả biển hoa, nếu cô muốn thì có thể đem đi, chỉ là một bông hoa nát tôi không thèm để ý, lại chính là một người thứ ba như cô coi như là bảo vật. Hoa nát đúng thật là có mắt như mù. Loài hoa này được gọi là hoa hồng chu lệ diệp, điều kiện trồng rất khó khăn, chỉ một loài hoa đặt ở đấu giá hội lấy giá cao ngất trời. Bông hoa này là vô giá, cô gọi nó là bông hoa nát, loại hoa nát nào có thể có giá trị như vậy? Không thể nào, đó chỉ là một bông hồng bình thường, được mạ vàng mà thôi, làm sao Hứa Dương có thể mua được bông hồng Juliet? Duyệt Duyệt, đừng để hai kẻ này đồng thanh lừa em. Hoa hồng Juliet là hoa gì? Anh chưa từng nghe qua, bọn họ làm thế chỉ để giữ thể diện mà thôi, mua một bông hồng rẻ mạc, rồi nói rằng nó vô giá. Nhà Lâm Thanh này, theo tôi thấy là một lũ ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Anh ấy nói đúng, tôi không tin một bông hoa nát lại có giá trị đến thế. Tôi có thể làm gì với số tiền đó? Chuyện này cũng quá sức nhảm nhí phải không? Một bông hoa đáng giá ngàn vàng, ai mà tin được bông hoa này quý hơn vàng? Không đâu, hình như là thật đó. Năm 2018, một cuộc đấu giá ở Nhật Bản đã bán ra một loại hoa hồng Juliet với giá cao ngất ngưỡng. Hình như nó được mua bởi một người từ Hạ Quốc. Người ta nói rằng nó dùng để tặng cho vị hôn thê. Tặng cho vị hôn thê sao? Chị gái à, em thực sự tin vào lời của mấy con điếm này sao? Đó là bông hồng Juliet vô giá. Có chăng hai người họ đang thông đồng với nhau để nói dối, cố tình nói cho chị nghe, chị đừng để bị họ lừa. Vậy nếu đó là sự thật, thì sao? Nữ nhân này không phải là một người đáng yêu, luôn nhặt những thứ Duyệt Duyệt vứt đi và giữ chúng như báu vật. Khốn kiếp, cô gian đánh tôi sao? Người tôi đánh chính là cái thứ già nua, trên hư hỏng dưới cũng hư hỏng, miệng thì đầy phân, một chút phép lịch sự hay sự xấu hổ cũng không có. Một gia đình nhỏ của Lâm Thanh, làm cô nàng này không vui, bị tôi xóa sổ thì sao nhỉ? Một gia đình nhỏ của Lâm Thanh, làm cô nàng này không vui, bị tôi xóa sổ thì sao nhỉ? Chỉ mới ngày hôm qua, nhà họ Tô của chúng tôi vừa nhận được sự đầu tư từ nhà họ Thẩm, đã từ lâu trở thành dòng họ bậc nhất. Trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ cùng Thẩm gia tiến vào thành phố Bắc Kinh. Anh ấy là một tân phú hảo xứng đáng, đâu giống như tiểu thư nhà nào. Sao dám nói chuyện trơ trẽn như vậy ở đây? Không phải chứ, chỉ có số tiền ít ỏi này cũng tự xưng là gia tộc bậc nhất. Anh Hứa, vợ cũ của anh đúng là thiển cận. Đó là quá khứ rồi, người phụ nữ này thật có khí chất, cả người đều được trang điểm sang trọng, ngay cả chiếc đồng hồ cũng có giá hàng triệu đô. Khí này trông giống như một tiểu thư xuất thân từ một gia đình có tiếng tăm. Tôi nghĩ cô ấy chỉ giỏi lừa người, ai biết được bộ trang phục này có phải là hàng nhái cao cấp hay không? Chỉ bằng cái mồm, cô có thể nâng cao giá trị của mình. Thật lố bịch, tôi không quan tâm anh là ai. Sao anh dám nói nặng lời với chủ nhân của chúng tôi? Tôi thấy anh không muốn sống ở Lâm Thanh nữa rồi. Một nhà Lâm Thanh nhỏ bé mà cũng dám to mồm trước mặt tôi sao? Tôi đường đường là một đô đốc, Lưu đại tiểu thư, khẽ thôi, đô đốc. Cô nương này đến từ gia đình nào đây? Tôi là bạn gái của Hứa Dương. Sao vậy? Có vấn đề gì à? À, tôi tưởng cô ấy là tiểu thư đến từ Bắc Kinh hay là đế đô nào đó. Không ngờ, chỉ là một kẻ không dám tiết lộ danh tính của mình. Danh tính, cái tên cũng chỉ là giả. Đủ rồi đấy, Hứa Dương đã đến mức này rồi, anh vẫn chưa đủ xấu hổ sao? Người vợ cũ này, xin hãy mở mắt ra nhìn cho rõ. Nếu các người không nỗ lực từng bước đi lên, ai sẽ để ý đến đám hề như các người? Cô Duyệt Duyệt, đúng là một kẻ tầm thường nghĩ mình là rồng phượng. Tôi nhìn thấy quá nhiều rồi, chỉ là lần này cô ta chọc nhầm người rồi. Tôi đã lầm rằng Hứa Dương, một kẻ hủy hoại, là một nhân vật lớn. Tôi nói, Hứa Dương, trong những năm qua người đã học được gì từ nhà họ Tô để giữ sự dối trá đó? Anh cũng tốn không ít tiền, phải không? Hứa Dương, anh làm tôi quá thất vọng. Tô Duyệt, trong mắt em, anh thực sự đã làm những gì mà họ nói hay sao? Không phải sao? Cô thật mù quáng và thiếu hiểu biết, thèm muốn quyền lực và địa vị. Như mọi người đều biết, điều tốt đẹp nhất đang ở ngay trước mắt cô. Suốt ngày, ngoài việc lập bè phái và phô trương quyền lực, chèn ép những gia đình nhỏ không có khả năng phản kháng, cô còn biết làm gì? Hỗn xược, một người thậm chí không dám ở trong nhà chính mình, còn dám nói thế với nhà họ Thẩm của chúng tôi. Hai người các ngươi, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của nhà họ Thẩm bọn ta đi. Thẩm quản gia, cặp nam nữ cặn bã này không đáng để ngươi tự mình ra tay. Con hồ ly tinh này, nếu bây giờ cô quỳ xuống và thừa nhận sai lầm của mình,
Nhà họ Tô của chúng tôi vẫn có thể tha mạng cho cô. Anh có nghe thấy bà điên này nói gì không? Bắt tôi quỳ xuống, đừng nói là quản gia nhà họ Thẩm. Cho dù là người đứng đầu nhà họ Thẩm nhìn thấy tôi cũng phải nể trọng mấy phần. Bà nghĩ bà là ai? Thật không biết tốt xấu. Cho cô một cơ hội sống, không biết trọng dụng, không cần phải lịch sự với họ đâu. Bảo vệ. Hoa quyền tú thối. Thỏ, không cần, để tôi. Nhiều năm như vậy, em không ngờ sẽ lại được nhìn thấy anh động thủ. Phong thái vẫn như ngày nào, tôi chỉ tự vệ thôi, không đáng nhắc đến, không thể nào. Tên phế vật Hứa Dương, anh ta có được võ thuật cao cấp như vậy từ khi nào? Hứa Dương học võ khi nào? Hay tôi chưa bao giờ thực sự hiểu anh ấy trong mười mấy năm? Một lũ phế vật các người, nhà họ Tô chúng tôi nuôi các người để làm gì? Đánh nhau thì có ích lợi gì? Trông như một lũ ngốc, chắc chỉ mạnh hơn một chút thôi, đúng không? Còn khốn nhỏ, tôi không ngờ một người đẹp như cô, hóa ra lại là một người đáng yêu nhưng thiếu thốn tình cảm. Hay là, từ nay trở đi, cậu và anh trai cậu, tôi sẽ sắp xếp cho mỗi ngày một người tình, tôi hứa sẽ phục vụ cô cho đến chết. Muốn chết. Ôi thật náo nhiệt. Tên xã hội đen này từ đâu đến vậy? Tôi tưởng đây là bữa tiệc riêng của gia đình nhà họ Tô chúng tôi. Ngay cả chó mèo hoang cũng có thể đến được sao? Sao anh lại tới đây? Tất nhiên, tôi đến đây để chúc mừng tiểu mỹ nhân đã rót vốn thành công. Cô nghĩ thế nào về điều tôi đã nói với cô hôm trước? Nếu cô cứ từ chối tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cô. Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người cô ấy. Bọn con đồ này ở đâu dám gây náo loạn trong phòng tiệc? Chán sống rồi sao? Đủ rồi đấy, nhóc con dám chạm vào ta à? Tôi là Lý thiếu gia nhà họ Lý, còn chạm tay vào nữa, có tin tôi chặt hai chân của cậu không? Dám chạm vào người phụ nữ tôi thích, chán sống rồi sao? Còn không biết soi gương xem mình xấu xí như thế nào. Lý thiếu gia và chị gái đó là hình mẫu của người đàn ông và người phụ nữ tài năng. Gia thế môn đang hậu đối, họ là nam thanh nữ tú, còn anh là ai mà muốn cưới chị gái tôi? Ngươi dám chống lại nhà họ Lý chúng ta? Nhà họ Lý các người là cái thá gì? Ngươi nghĩ ngươi đang thể hiện quyền lực của mình ở đây à? Tôi nói cho nghe, ngay cả khi cha cậu đến đây, tất cả các người đều phải quỳ dưới chân tôi, gọi tôi là ông. Vi Diệt Duyệt, hôm nay xem như cậu gặp may, tha mạng cho cậu. Người đâu? Bắt tên khốn không biết trời cao này lại, cho tôi dạy dỗ. Những kẻ dám chống lại thiếu gia của gia Lộc Thanh Long ở thành phố Lâm Thanh đều là kẻ đang tìm cái chết. Tên xã hội đen này từ đâu đến vậy? Tôi tưởng đây là bữa tiệc riêng của gia đình nhà họ Tô chúng tôi. Ngay cả chó mèo hoang cũng có thể đến được sao? Sao anh lại tới đây? Tất nhiên, tôi đến đây để chúc mừng tiểu mỹ nhân đã rót vốn thành công. Cô nghĩ thế nào về điều tôi đã nói với cô hôm trước? Nếu cô cứ từ chối tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cô. Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người cô ấy. Bọn con đồ này ở đâu dám gây náo loạn trong phòng tiệc? Chán sống rồi sao? Đủ rồi đấy, nhóc con dám chạm vào ta à? Tôi là Lý thiếu gia nhà họ Lý, còn chạm tay vào nữa, có tin tôi chặt hai chân của cậu không? Dám chạm vào người phụ nữ tôi thích, chán sống rồi sao? Còn không biết soi gương xem mình xấu xí như thế nào. Lý thiếu gia và chị gái đó là hình mẫu của người đàn ông và người phụ nữ tài năng. Gia thế môn đang hậu đối, họ là nam thanh nữ tú, còn anh là ai mà muốn cưới chị gái tôi? Ngươi dám chống lại nhà họ Lý chúng ta? Nhà họ Lý các người là cái thá gì? Ngươi nghĩ ngươi đang thể hiện quyền lực của mình ở đây à? Tôi nói cho nghe, ngay cả khi cha cậu đến đây, tất cả các người đều phải quỳ dưới chân tôi, gọi tôi là ông. Vi Diệt Duyệt, hôm nay xem như cậu gặp may, tha mạng cho cậu. Người đâu? Bắt tên khốn không biết trời cao này lại cho tôi dạy dỗ. Những kẻ dám chống lại thiếu gia của gia Lộc Thanh Long ở thành phố Lâm Thanh đều là kẻ đang tìm cái chết. Anh à, là tên chồng cũ vô dụng của Duyệt Duyệt phải không? Một kẻ hèn nhát, làm sao sánh được với mỹ nhân tuyệt sắc như Duyệt Duyệt? Theo tôi thấy, chỉ là hoa nhài cắm bãi phân trâu mà thôi. Tôi có xứng hay không thì không liên quan tới anh. Nhưng tôi biết anh, một con lợn, nhất định không xứng với cô ấy. Chết tiệt, cả thành phố Lâm Thanh này, chưa có ai dám nói chuyện với thiếu gia như vậy. Thiếu gia, tôi sẽ tiêu diệt thằng nhóc này ngay, xé xác nó ra và cho cá ăn, để xem ai dám chạm vào anh ấy. Cô bé Thanh Đảo này được đấy, tôi rất thích. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh, một tên phế vật, lại may mắn đến thế. Trước đây có Duyệt Duyệt, người đẹp như hoa tuyết trên đỉnh núi cao.
sau đó lại có cô bé hạt tiêu này, tiếc là, sư này, tất cả đều là của tôi. Nghe đây, buộc cô bé hạt tiêu lên giường cho ta. Tối nay tôi sẽ đến tìm cô ấy, tự tìm cái chết. Dựa vào anh mà dám chỉ tay vào chúng tôi không muốn thấy như vậy, cô không muốn nhường cho tiểu mỹ nhân này đúng không? Tôi nói cho các người biết, tôi là tân thủ lĩnh của Thanh Long Bang, ở thành phố này, không có cô gái nào mà tôi, Vương Hổ, không có được. Á! Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu vào người tôi. Ai ra, hôm nay xúc phạm tôi, đánh gãy một chân của anh, nếu còn dám tái phạm, giết chết không tha, cút! Đồ khốn kiếp, cứ chờ đấy. Anh ấy đã làm thế vì mình. Hứa Dương, anh cũng thật liều mạng, sao dám đánh gãy chân thiếu gia Thanh Long Bang? Bây giờ cho dù là thẩm gia cũng không thể cứu được. Chị à, Hứa Dương, tên phế vật này, chỉ giỏi gây rắc rối. Bây giờ người đã xúc phạm Thanh Long Bang, từ giờ trở đi, cho dù chúng ta có hợp tác với thẩm gia, cũng sẽ có nhiều trở ngại. Từ giờ, không ai nên nhận mình có quan hệ với hắn ta. Nếu không chúng ta sẽ là người bị liên lụy. Đúng đó, con gái, Hứa Dương muốn tự tìm cái chết, không liên quan đến nhà họ Tô của chúng ta. Đi thôi, ở lại lâu hơn cũng chẳng ích gì. Tô gia làm việc kiểu gì vậy? Dám bỏ bê ta, một vị khách quý của nhà họ Thẩm như thế này, việc góp vốn sẽ bị hủy. Làm sao Thẩm gia có thể? Tô gia chúng ta, alo, Thẩm gia muốn chấm dứt hợp tác với Tô gia chúng ta. Hai vị khách này, chúng ta chưa từng gặp qua, làm sao điều này có thể gây xúc phạm họ? Thẩm quản gia, anh có thể giúp tôi hỏi chủ tịch Thẩm, chuyện gì đang diễn ra được không? Cô Tô, trước tiên không nên lo lắng, tôi sẽ gọi và hỏi bây giờ. Xin chào chủ tịch, sao ngài lại không đầu tư vào một cơ hội tốt như thế này? Tên khốn kiếp nhà ngươi vẫn còn can đảm gọi cho ta sao? Dám xúc phạm ân nhân của ta, dù ngươi có chết cũng không đủ bù đắp nổi. Còn ả miệng ngưỡi sắp bén, đợi đến khi Tô gia xử lý xong những chuyện này, xem ra cô vẫn sống tốt. Dì ơi, chúng ta đi nhanh thôi, nếu muộn hơn sợ cháu sẽ không thể đi được. Diệt Duyệt, đi nhanh thôi. Hứa Dương, anh đã phá hủy đôi chân của thiếu gia Thanh Long Bang, họ sẽ không bao giờ buông tha cho anh. Anh mau chạy đi, đừng nói chuyện vớ vẩn với tên phế vật này nữa. Nếu anh ta chết, có thể xoa dịu cơn giận của Thanh Long Bang đó. Đó mới là giá trị mạng sống của hắn. Đi nhanh lên. Vợ cũ của anh không có ý xấu. Ban đầu tôi muốn tìm lại tình cảm của chúng tôi qua nhiều năm, khoản đầu tư từ gia tộc Thẩm xem như là món quà cuối cùng, nhưng anh ta đã bị quyền lực làm cho mù quáng. Thôi bỏ đi, chúng ta đi. Hứa Thần Y được mời bằng lời mời danh giá nhất, các ngươi đều mù hết rồi à? Sao dám xúc phạm đến bàn tay thánh thiện nhất đất nước? Mọi chuyện đã kết thúc khi chúng tôi đến bữa tiệc, mất đi cơ hội tốt để giải thích với Hứa Thần Y. Chúng ta nên nhanh chóng đến nhà Hứa Thần Y ngay bây giờ, xin lỗi anh ta, nhanh chóng chuẩn bị quà và đến nơi ở của Hứa Thần Y. Không một ai trong nhà họ Thẩm có thể xúc phạm đến Hứa Thần Y. Mọi người trong Thẩm gia sẽ đi cùng tôi. Đến đó cầu xin sự tha thứ của Hứa Thần Y. Vâng. Anh Lý à, tôi nghe nói bố anh có nhiều quan hệ với chủ tịch Thanh Long Bang. Anh có thể nhờ bố anh nói giúp vài lời được không? Cầu xin bang chủ tha thứ, cho Hứa Dương một con đường sống. Duyệt Duyệt, sao ngày nào em cũng phải động vào thứ rác rưởi đó? Đúng rồi đó chị, Thẩm gia thoái vốn là bởi vì tên phế vật đó đã làm Vương thiếu gia bị thương, kết quả làm cho Tô gia rơi từ mây xuống bùn, trở thành trò cười cho cả thị trấn. Nếu không có tên rác rưởi Hứa Dương đó, gia tộc Tô của chúng ta từ lâu đã trở thành gia tộc hạng nhất. Phế vật Hứa Dương đã kết hôn được 5 năm, anh ta không những không giúp đỡ Tô gia của chúng ta một chút nào, mà Tô gia lại bị hắn ta sỉ nhục. Các gia tộc khác bên ngoài, mẹ không biết lúc nào sẽ đâm sau lưng của chúng ta, mẹ không tin nổi con vẫn còn nghĩ cho hắn. Dù sao chúng con đã từng là vợ chồng mà, nếu không phải Vương thiếu gia trêu chọc con, anh ta cũng sẽ không ra tay đánh gãy chân Vương thiếu gia. Con không muốn anh ấy mất mạng vì con. Chị gái à, chị thật là quá tốt bụng. Tên phế vật Hứa Dương đó, dù hắn có chết, đối với chúng ta chẳng sao cả. Con đã quyết định rồi, xin anh Lý giúp đỡ em lần này nhé. Giúp em? Tôi sẽ được cái gì chứ? Nhà họ Tô bây giờ thật sự không có gì để báo đáp. Anh chỉ đùa thôi, chúng ta sẽ sớm là một gia đình, chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới. Cảm ơn anh, nhưng vẫn còn một chuyện. Ý em là sao, Diệt Duyệt? Từ bây giờ chúng ta là một gia đình, đã cưới nhau rồi. Diệt Duyệt là người của anh Lý. Sau này, vẫn chưa quá muộn. Đám cưới dự kiến vào nửa tháng tới. Hãy giải quyết xong vấn đề trước mắt trước đã. Đúng, vậy bây giờ anh sẽ gọi cho bố anh. Chào bố.
Bố đã biết chuyện trong bữa tối của gia đình nhà họ Tô hôm nay chưa? Họ muốn xin lỗi Thành Long Bang. Bố có thể sắp xếp một cuộc gặp được không? Để nói chuyện. Được, Chủ tịch Vương và bố đã hẹn gặp nhau tối nay. Chuẩn bị sẵn lời xin lỗi đi. À, vâng, vâng, ha ha, vâng, cảm ơn bố. Ok rồi, đã sắp xếp vào tối nay, đã sắp xếp vào tối nay. Đúng là anh Lý thiếu gia, làm việc rất hiệu quả. Đó chính là, tên Hứa Dương đó, không bằng ngón tay út của anh rể. Được rồi, thế là ổn thỏa. Diệt Duyệt, đừng quên thỏa thuận của chúng ta. Diệt Duyệt, vừa rồi con hơi quá đáng rồi, gây rắc rối cho nhà họ Lý vì tên rác rưởi Hứa Dương đó. May mắn là, anh Lý chịu giúp đỡ. Từ giờ trở đi, con phục vụ anh Lý thật tốt, có lẽ sẽ có cơ hội trong tương lai để Tô gia của chúng ta vực dậy, Thẩm gia thoái vốn. Bây giờ cả Lâm Thanh đều muốn tránh xa nhà họ Tô của chúng ta. Nhà họ Lý là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Chị gái, sau chuyện này, nếu chị vẫn nghĩ đến thứ rác rưởi đó, Tô gia chúng ta thực sự phải chịu số phận đó. Chị hiểu rồi. Tại sao hôm nay không thấy anh tiêu diệt tất cả những kẻ cơ hội ở bữa tiệc? Nếu anh sợ bẩn tay, Vưu gia có thể giúp anh mà. Không cần, vì nhóm người đó thích chạy theo xu hướng, bám vào kẻ mạnh, thì ta sẽ khiến họ phải hối hận vì quyền lực của họ. Đó chính là anh, sát nhân máu lạnh. Thực ra lần này tôi đến đây vì có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Nói đi, năm nay sức khỏe của ông ngày càng kém. Hiện tại ông đã rơi vào trạng thái hôn mê. Nhóm thứ hai đang lăm le muốn giành quyền lực. Nhà họ Triệu thậm chí còn lộ liễu hơn. Vưu gia hiện đang gặp phải những rắc rối bên trong và bên ngoài. Em hy vọng anh có thể cùng với em cứu ông nội, có thể coi là cứu mạng của Vưu gia. Người đứng đầu nhà họ Vưu rất tốt với tôi nên báo đáp rồi. Bây giờ anh đã ly hôn, vậy em có thể theo đuổi anh được không? Vị cứu tinh. Không cần phải vội. Cố tình thay đổi chủ đề, để xem anh giấu được bao lâu. Có chuyện gì vậy chị Tô? Về phía ông Tần có điều gì bất thường sao? Không có. Nhà họ Lý nghĩ rằng, người của Thanh Long Bang đã chỉ đích danh của tôi. Đi một mình vào ban đêm rất nguy hiểm. Tôi sẽ đi cùng cô. Thanh Long Bang là kẻ thống trị tối cao ở Lâm Thanh. Nếu ta dám làm trái ý muốn của họ, hậu quả sẽ rất khôn lường. Thôi bỏ đi, tôi sẽ tự đi. Tôi sẽ đưa cô lên đó. Chuyện xảy ra hôm nay là Tô gia chúng tôi có lỗi. Tôi nghe nói Vương Tổng thích tỉ hưu và uống trà. Hộp trà tỉ hưu gỗ đàn hương này, tôi đặc biệt chuẩn bị nó cho Vương Tổng. Tôi cũng hy vọng Thanh Long Bang, người lớn không chấp nhận kẻ ác, tha thứ cho Tô gia lần này. Người lớn không chấp nhận kẻ ác. Chồng cũ của cô đã đánh vào chân tôi đến gãy xương. Ít nhất 1,5 năm mới lành lặn được. Cô nói sự thiệt thòi này, tôi sẵn sàng bồi thường toàn bộ chi phí điều trị cho Vương thiếu gia. Tôi cũng hy vọng Thanh Long Bang giơ cao đánh khẽ. Cô nghĩ rằng tôi thiếu tiền sao? Này, cô Tô đây được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất của Lâm Thanh. Khuôn mặt và dáng người này thực sự là... Vương thiếu gia, tôi và thiếu gia nhà họ Lý đã đính hôn rồi. Thanh Long Bang có mối quan hệ mật thiết với gia đình nhà họ Lý. Sẽ có sự hợp tác sau này. Nhà họ Lý là cái thá gì? Ngay bây giờ hãy cởi quần áo của cô ra, ngoan ngoãn nằm dưới chân tôi. Và tôi sẽ để cô đi. Anh Vương, xin đừng đùa nữa. Làm sao tôi có thể, chàng trai trẻ này. Suy cho cùng, cô Tô đây cũng là một con người quyền quý, xuất thân từ một gia đình giàu có. Sao tôi có thể để anh ta làm chuyện rẻ tiền như vậy trước mặt mình? Vậy thì còn quy củ gì nữa? Chủ tịch Vương, tôi biết anh vẫn là người có lý. Tất nhiên là bao gồm cả ông bố là tôi. Nói phải, cũng đã lâu rồi, chúng ta không chơi đùa với phụ nữ. Quay lại. Các người muốn làm gì? Anh em nhà Hổ. Cha và con cùng ra trận, tôi chỉ muốn nếm thử vẻ đẹp của Lâm Thanh mà thôi. A ha ha ha. Cô Tô, mày muốn cái gì? Muốn quấy rầy chuyện tốt của chủ tịch gia nhà ta, có thể được chủ tịch và thiếu gia của tôi ưu ái, đó là phúc đức của Tô gia.
Alo Hữu Dương, tất cả là do cái thứ thất bại chuyên đem đến rắc rối nhà người. Nếu ngươi không đánh thiếu chủ Thanh Long Bang, thì sao mà Tô gia chúng tôi có thể gặp hoạn nạn như hôm nay? Anh Vương, xin đừng đùa nữa. Làm sao tôi có thể, chàng trai trẻ này. Suy cho cùng, ông Sử cũng là một con người quyền quý, xuất thân từ một gia đình giàu có. Sao tôi có thể để cậu ta làm chuyện rẻ tiền như vậy trước mặt mình? Vậy thì còn quy củ gì nữa? Chủ tịch Vương, tôi biết anh vẫn là người có lý. Tất nhiên là bao gồm cả ông bố là tôi. Sẽ cùng nhau tận hưởng dịch vụ của cô Tô đây nhé. Nói phải, cũng đã lâu rồi, chúng ta không cùng chơi nữ nhân nữa. Hôm nay cứ lấy nữ nhân này ra chơi. Các người đang làm gì thế? Đánh hổ của các anh em, cha con cùng lên trận. Chính là muốn nếm thử mùi vị của đại mỹ nhân Lâm Thanh. Tô Tổng. Cái thá gì, cũng muốn làm phiền tới chuyện của hội trưởng bọn tao chứ. Có thể được hội trưởng và thiếu chủ nhìn chúng, chính là phúc khí của Tô Tổng các người. Alo Hứa Dương, tất cả đều là bại sự của cái tên phế vật nhà mày. Nếu như không phải cậu đánh thiếu chủ của Thanh Long Hội, Tô Tổng nhà chúng tôi làm sao bị người ta tính toán chứ? Vương thiếu chủ anh đừng đùa nữa, tôi làm sao có thể, tiểu hổ. Tô Tổng tốt xấu gì cũng là xuất thân từ hào môn thế gia, làm sao bảo cô ta ở trước mặt tôi? Điều này không hợp quy định. Tôi biết anh chính là người thấu tình đạt lý mà, đương nhiên là cùng mang theo bố của tôi, cùng nhau hưởng thụ sự phục vụ của Tô Tổng rồi. Đúng đó bố. Chúng ta cũng lâu rồi chưa có chơi phụ nữ, bây giờ tận dụng luôn người phụ nữ ở đây. Các người muốn làm gì? Đánh huynh đệ của hổ ta, cha con cùng ra trận. Chính là muốn nếm thử hương vị của đại mỹ nhân Lâm Thanh rồi. Tô Tổng. Cái thá gì, cũng muốn làm phiền chuyện của hội trưởng bọn tao. Có thể được hội trưởng và thiếu chủ nhìn chúng, chính là phúc khí của Tô Tổng các người. Alo Hứa Dương, tất cả đều là bại sự của tên phế vật nhà mày. Nếu như không phải mày đánh thiếu chủ của Thanh Long Hội, Tô gia bọn tao sao có thể bị tính toán chứ? Một đám phế vật, hôm nay tôi sẽ thanh trừ Thanh Long Hội các người. Tiểu tử nhà mày đừng có mà vô liêm sỉ. Đừng để cái tên phế vật này phá hoại chuyện tốt của hội trường. Các anh em lên. Quốc chi thánh thủ, lấy một chống lại một đám. Hứa Dương, anh còn có bao nhiêu bí mật mà em không biết nữa chứ? Ở phía sau tôi, hôm nay, đột phá Thanh Long Hội. Cái tên phế vật nhà mày, làm thế nào có thể đánh bại được cả đám người như vậy? Tô Tổng cô ấy. Nào uống. Cho cô mặt mũi rồi đó. Không uống cũng phải uống. Uống. Cầu xin các người tha cho tôi đi. Đây đã không chịu nổi rồi, đợi lát nữa làm sao chịu được đây. Tiểu hổ con chơi cũng hòm hòm rồi. Tiếp theo đến lượt ta rồi. Đừng mà. Tôi xem hôm nay ai dám động cô ấy. Đám thuộc hạ sao lại để hắn ta vào chứ? Người của ông sớm đã không còn nữa rồi. Mày, thật không ngờ, cái tên phế vật nhà mày vậy mà dám đến đây. Được, nếu đã đến rồi. Ông đây cho mày nhìn xem, tao chơi cô ta như thế nào. Qua đây. Anh đã biết anh làm ra gì chưa? Sức mạnh của Hiệp hội Thanh Long lan rộng khắp cả nước, mọc cánh cũng khó trốn thoát. Mau đi.
Tô Duyệt, đây là lần cuối, nhìn không ra, tên tiểu tử nhà mày thật sự có thể đánh, bị thương hơn trăm anh em của Thanh Long Hội, tao nói cho mày biết, phía sau tao chính là Thẩm gia, mày nếu như dám làm tao bị thương, nhà họ Thẩm tuyệt đối không tha cho mày. Nhà họ Thẩm rất giỏi sao? Mày thật sự không sợ? Thẩm Minh Đào, tôi cho ông trong vòng 3 phút, nhanh chóng đến Thanh Long Hội, nếu không Thẩm gia của ông sẽ bị gạch tên. Mày thì là cái thá gì? Trong 3 phút lại gạch tên của Thẩm gia chứ, mày cũng không nhìn xem, mày có thân phận gì, có thể đánh nổi hay không? Tao nói cho mày biết tao sớm đã gửi tin tức cho nhà họ Thẩm rồi, đợi người của Thẩm gia đến, sẽ khiến mày muốn sống không được, muốn chết không xong, không sai phía sau chúng tao chính là Thẩm gia. Mày cả đời này cũng thể đánh lại tao đâu. Vương hội trưởng, Hứa Dương, anh ấy chỉ muốn cứu tôi thôi, chuyện này không liên quan tới anh ta. Tô Duyệt, cô bây giờ vẫn chưa nhìn rõ tình hình hay sao? Hứa Dương, cuộc sống của tôi đã bị anh làm đảo lộn lên hết rồi. Sau ngày hôm nay, anh nếu như vẫn có thể sống sót, Tô Duyệt tôi sẽ không còn bất cứ liên quan gì đến anh nữa. Đợi lát nữa cô sẽ biết tất cả, đợi lát nữa người của nhà họ Thẩm đến rồi, nhất định sẽ róc xương của mày vứt xuống biển cho cá ăn. Có điều sau khi mày chết, hai cô gái này của mày, các anh em sẽ thay mày hưởng thụ, chăm sóc họ thật tốt. Lắm lời thật đấy. Thẩm bá bá. Người của Thẩm gia đến rồi, Hứa Dương lần này coi như toi đời rồi. Tô tiểu thư không cần lo lắng thái quá, Hứa tiên sinh mạnh hơn cô nghĩ gấp trăm lần. Thẩm gia chủ ngài đến rồi, tên tiểu tử này đã làm bị thương hơn trăm anh em của Thanh Long hội tôi, lại còn nói muốn mạng của tôi. Hai gia tộc chúng ta đã thống trị Lâm Thanh nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng thấy một người to gan như vậy. Thẩm gia chủ, ngài nhất định phải thay anh em Thanh Long hội chúng tôi báo thù. Đúng đó chú Thẩm, cái tên phế vật này đánh gãy chân của con, ngài nhất định phải trả thù cho cháu của người. Thằng khốn. Chủ Thẩm, sao chú lại quỳ xuống chứ? Hắn ta có thân phận gì? Ngài có thân phận gì chứ? Thẩm gia chủ, tên tiểu tử này chính là kẻ thù không đội trời chung của Thanh Long hội, ngài lẽ nào muốn rước áo ra đi với Thanh Long hội chúng ta hay sao? Thằng khốn nạn. Hứa tiên sinh chính là khách quý của Thẩm gia chúng ta, đừng nói là Thanh Long hội của các người, cho dù là người của Thẩm gia bọn tao, ai dám làm Hứa tiên sinh không vui cũng phải bước qua ta trước. Cái này làm sao có thể? Bữa tiệc lần trước là tôi không biết dùng người, để quản gia làm việc không thành, khiến Hứa tiên sinh nhọc lòng, xin hãy tha thứ cho nhà họ Thẩm chúng tôi bồi tội với ngài. Hứa Dương, Tô gia có những thành tựu như ngày hôm nay, có phải là anh vẫn luôn ở phía sau giúp đỡ? Cái này còn không rõ ràng sao? Anh ấy là người đàn ông kiêu ngạo nhất tôi từng thấy, lại nguyện ý ở rể nhà cô, chịu đựng gia đình các người, bên ngoài không biết có bao nhiêu gia thế, muốn gặp Hứa tiên sinh một lần, Hứa tiên sinh cũng không gặp, còn cô lại ép buộc khiến trái tim anh ấy nguội lạnh, cô có phúc lại không biết hưởng. Được rồi, tiếp theo nên làm thế nào? Không cần tôi dạy ông chứ? Vâng vâng vâng, Hứa tiên sinh xin yên tâm. Hứa tiên sinh là tôi có mắt như mù, cầu xin ngài tha cho tôi và con trai tôi một mạng, sau này chúng tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho Hứa tiên sinh, không có vấn đề gì. Hứa ca à, không không không, Hứa gia này đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân, tôi đã sai rồi, tôi thật sự, ngay từ đầu tôi không nên nghĩ về người phụ nữ của ngài, ngài hãy tha cho tôi đi mà. Mày cũng không nhìn xem mày là cái thá gì, cũng xứng ở bên cạnh Hứa tiên sinh. Tôi đã nói, nhưng cậu vẫn không tin. Tô tiểu thư, cô lúc đầu ép Hứa tiên sinh ký đơn ly hôn với cô, cũng không phải là cái dáng vẻ này. Làm người tốt hơn hết học cách từ bỏ mới tốt. Cô chăm sóc tốt cho bản thân đi, Hứa Dương giữa chúng ta, có nhất thiết phải đi đến bước này đâu, tự mình không biết đúng sai, làm mất đi người yêu. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Hứa Dương anh nghĩ thế nào? Dễ hợp dễ tán. Hứa tiên sinh, hơn trăm anh em của Thanh Long hội tôi đã bị ngài phế rồi, cơn giận của ngài cũng hết rồi, ngài tha cho chúng ta đi. Hứa ra, hai chân của tôi đã bị ngài đánh phế rồi, ngài cứ coi chúng tôi như dám đi.
đúng là cần điều trị khẩn cấp mà. Quan hệ cấu xé lẫn nhau, cái thứ không xương sống, vứt hai người này vào nấm mồ tập thể. Nhà họ Thẩm đã nổi danh trong 2 năm qua, cũng đã đến lúc an phận 2 năm rồi. Vâng, hứa tiên sinh. Từ ngày mai, tất cả thành viên trong nhà họ Thẩm tôi tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi cửa. Hay lắm Hứa Dương nhà mày. Tao quỳ xuống cầu xin mày, cúi lại xin lỗi mày. Mày cũng không tha cho tao với con trai tao một mạng. Mày nhất định phải ép tao. Tình Tình, mày không phải là rất để ý con nhỏ này sao? Nó đã trúng mê hồn độc của tao, trong vòng nửa ngày sẽ bị chết. Cho dù tao có chết, cũng sẽ khiến mày đau khổ. Cô ta đã trúng mê hồn độc của tao, trong vòng nửa ngày, nhất định sẽ chết. Muốn chết, thanh toàn cho ông. Bố, từ giờ trở đi, một người nhà họ Vương Thanh Long Hội cũng không được tha. Diệt môn, vâng. Đi. Độc này đúng thật là mạnh, châm cứu nửa tiếng rồi cũng không khỏi được. Bây giờ rắc rối rồi, Hứa Dương em nóng quá. Vư tiểu thư đừng động linh tinh, nóng quá đi, Hứa Dương giúp em. Thật sự chưa có cách. Châm cứu cả nửa tiếng cũng không giải được, vậy thì chỉ có thể, Hứa Dương anh có phải là không được phải không? Đây là cô tự mình tìm đấy. Trong vòng nửa ngày, nhất định phải chết. Muốn chết? Bố, từ giờ trở đi, không một ai trong nhà họ Vương Thanh Long Hội được giữ lại. Diệt môn, vâng. Đi. Chất độc này thật là mạnh, châm cứu cả nửa tiếng rồi vẫn không giải được. Bây giờ rắc rối rồi, Hứa Dương em nóng quá. Vư tiểu thư đừng động, quá nóng rồi, Hứa Dương anh giúp tôi. Tôi thực sự không có cách, châm cứu cả nửa tiếng vẫn không giải được. Vậy thì chỉ có thể, Hứa Dương anh có phải là không được không đấy? Đây là cô tự mình tìm đó. Đúng đó Diệt Duyệt. Còn nếu như cưới Lý Thiếu, nguồn tài nguyên của Triệu gia sẽ tới, lúc đó hào môn ở Lâm Thanh. Mọi người sẽ làm theo sự dẫn dắt của chúng ta, chị đồng ý với Lý Thiếu đi. Tô gia có thể chuyển mình được hay không là dựa vào chị, chỉ cần em đồng ý làm người phụ nữ của anh đảm bảo vào ngày đại hôn. Sẽ để em thành người phụ nữ, hạnh phúc nhất ở Lâm Thanh, Em đồng ý, được Duyệt Duyệt. Anh đảm bảo, đây chính là quyết định đúng đắn, nhất mà em từng làm. Có điều em có một yêu cầu. Không cần biết em có yêu cầu gì anh đều sẽ thỏa mãn. Đem thiệp cưới cũng gửi cho Hứa Dương một cái. Duyệt Duyệt sao con lại gọi tên phí vật đó đến làm gì? Hứa Dương đã khiến con nhục nhã. Con nhất định phải báo thù. Được. Vậy anh sẽ để hắn ta nhìn thấy vợ cũ của hắn ta trở thành người phụ nữ của anh như thế nào? Hứa Dương, anh lúc nào đưa em về gặp người nhà của anh? Đợi anh chuẩn bị sinh lễ, em biết ngay anh là tốt nhất. Tình Tình mau về nhà, ông của con sắp không xong rồi. Bố mẹ, ông nội thế nào rồi? Vưu Tình, con bây giờ càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi, người gì cũng đưa về nhà. Triệu Lai nghe tin lão gia tử bị bệnh, liền nhanh chóng mời đồ đệ của thần y tới khám cho. Con thân là đại tiểu thư của Vưu gia, vậy mà lại ở bên ngoài không chịu về nhà. Thật sự khiến mẹ rất thất vọng, bạn trai con chính là y sư đỉnh cao của Hạ Quốc, con lần này đưa anh ấy về, chính là để chữa bệnh cho ông. Cô bốc phét cũng phải có mức độ thôi chứ, y sư đệ nhất đỉnh lưu của Hạ Quốc, có thể so sánh những đồ đệ của tiên y sao, hắn ta mặc đồ bán ở sạp ven đường. Cũng xứng được gọi là y sư đỉnh lưu sao? Chú và dì, con là tiên y của Hoa Hạ, cơ thể của lão gia tử trước đây, vẫn luôn là con điều lý. Không có ai hiểu rõ bệnh tình của ông ấy hơn con. Làm phiền ông tránh ra cho tôi xem chút. Ở đâu ra cái tên tiểu tử vô tri, vậy mà lại ăn nói vớ vẩn. Sư phụ ta đã ngoài 60. Sư tổ càng được người xưa kính trọng. Y thuật cao minh, làm sao có thể là người trẻ tuổi ít được biết đến như cậu chứ. Tình Tình,
Cô không lẽ bị cái tên phế vật nghèo hèn này lừa đó chứ? Tiên xưa nay hành động khó nắm bắt. Cũng dám mạo danh Y Tiên, loại đại nhân vật như Y Tiên, không phải loại người mà hắn ta có thể giả vờ được. Chiếc nhẫn này trông quen quá. Vưu Tình, con nhìn xem con bây giờ có bộ dạng như thế nào. Cứng miệng thì cũng thôi đi, lại còn đem người khác về nhà lừa gạt. Nếu nó làm chậm lại tình trạng của ông con chính là tội nhân của cả Vưu gia chúng ta đấy. Tiên Y từng một tay chữa trị cho con, hai người không biết, lẽ nào con còn không biết sao? Hứa Dương anh ấy chính là Y Tiên hàng thật giá thật. Sao tôi không nhớ, tôi có đồ đệ tốt như vậy nhỉ? Tử phụ, ta là học từ Lý Lâm Hải, chính là trường học y chân chính. Cậu là cái thá gì, cũng dám động chạm tới sư tổ tôi. Được rồi, Lâm Thần Y, đừng phí lời với cái tên phế vật này. Bệnh của lão gia tử mới cần nhanh chóng dừng lại. Đâm kim châm như này, lão gia tử sợ là sẽ mất mạng. Tôi đã hành nghề y mấy chục năm, chưa từng có ai nghi ngờ năng lực của ta. Các người nếu như còn ngăn cản, tôi thấy bệnh của lão gia tử không thể chữa khỏi. Ở đây còn chưa đến lượt cậu ngắt lời. Lâm Thần Y chính là bọn ta tâm huyết mời về. Một tên mao đầu tiểu tử nhà cậu cũng dám ở đây chỉ tay năm ngón à? Lão gia tử lần này đột nhiên phát bệnh, nguyên nhân do máu ứ trong não. Ông ta đâm nhầm huyệt, điều trị ứ máu và động mạch tim. Châm cây kim này xuống, lão gia tử chắc chắn không qua khỏi đêm nay. Đừng nói nhảm với tên tiểu tử này nữa, lão gia tử vẫn còn đợi đó. Mau chóng châm kim, không thể Hứa Dương nói tuyệt đối không sai. Hứa Dương chính là thần y thật sự. Được rồi, hôm nay chữa bệnh cho lão gia tử, chỉ có thể làm Lâm Thần Y. Lâm Thần Y không cần quan tâm tiểu tử này, ngài chỉ cần châm cứu là được. Tỉnh rồi, lão gia tử tỉnh rồi. Quả nhiên một châm liền có thể chữa khỏi bệnh, làm gì có nghiêm trọng như ai đó nói. Tôi thấy tên tiểu tử này vì muốn thể hiện gì cũng dám nói rồi. Lâm Thần Y, lão gia tử tại sao lại nôn ra máu rồi? Bởi vì cái tên Lang Băm này, ông ta căn bản không biết cách chữa. Châm mũi kim này khiến lão gia tử hồi quang phản chiếu, là khiến lão gia tử hút huyết sinh lực của mình, đổi lấy 3 ngày tỉnh táo. Nhưng thân thể của lão gia tử hiện giờ đã thâm hụt nghiêm trọng, căn bản là không thể chịu nổi cây kim châm này. Y thuật độc ác như vậy, tôi không thể nào có đồ tôn như vậy được. Cậu đang ăn nói hàm hồ. Lão gia tử rõ ràng là nôn ra chất độc, ngất đi vì kiệt sức. Chỉ cần thức dậy, cậu nếu như không hiểu thì im miệng vào. Người của Vương gia mới tới để xúc phạm kinh nghiệm lan lội mấy chục năm trong ngành y của ta sao? Ta trước giờ chưa từng bị vãn bối xúc phạm như vậy. Bệnh này tôi không trị nữa. Được lắm, cái tên nghèo khố rách áo ôm, trước đây tao đúng là nhìn nhầm mày rồi. Vậy mà lại có thể khiến Lâm Thần Y tức giận rời đi. Bây giờ lão gia tử không còn ai chữa bệnh, cái tên Phượng Hoàng Nam nhà mày mà cũng dám tự gọi mình là tiên y, sẵn sàng chịu đựng con thịnh nộ của nhà họ Vưu đi. Cậu đã đuổi Lâm Thần Y tức giận rời đi, bệnh của lão gia tử ai chữa đây? Lâm Thần Y chính là y sư lợi hại nhất trong nước, ông ấy đã từ bỏ điều trị rồi, còn có ai có thể ra tay chứ? Hứa Dương còn chưa nói có thể trị hay không, hai người đã vội kết luận. Hai người hạ quyết định sớm như vậy làm gì chứ? Anh sẽ cố gắng thử xem. Bây giờ 10 phần bị phá hủy, tôi chỉ có thể nắm chắc 7 phần, cố gắng hết sức. Đủ rồi, cậu đã làm Lâm Thần Y tức giận rời đi, lẽ nào cậu còn tự mình đưa bố tôi lên đường à? Cậu nói cậu còn trẻ như vậy, sao lại có tâm ý ác độc như thế? Tôi sẽ không đồng ý đem Tình Tình gả cho cậu. Tình duyên hai nhà Triệu Vưu đã tồn tại hàng trăm năm. Tình Tình thân là quý nữ hào môn, từ khi sinh ra đã được đính hôn với Triệu gia. Cái tên nhà cậu vậy mà lại dám vọng tưởng đến Tình Tình nhà chúng tôi, cũng ăn cái gì mà gan hùm mật gấu, cũng không nhìn lại mình xem bộ dạng nghèo hèn như nào. Bố mẹ, Hứa Dương không có thậm tệ như những gì hai người nói, chỉ có Hứa Dương có thể nói cứu hay không. Bạn trai của em không phải giả mạo, nhưng lần này anh đến đây đó là để chữa bệnh. Mọi người ở đây không có y sư, các người biết chữa bệnh sao? Nếu như các người đã không biết, tại sao không liều một phen để tôi thử xem? Mời cậu, nếu như để tình trạng của bố tôi ngày càng nặng đi, nhà họ Vưu tôi nhất định không tha cho cậu. Không sao chứ? Ông nội ông ấy, không sao, đợi lát nữa tỉnh dậy. Tình Tình, con mau chóng qua đây, con với Triệu công tử
đã đính hôn từ lâu, còn với người đàn ông xa lạ, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì, con nói rồi con không gả, hôn nhân của con tự quyết định, Hứa Dương, anh ấy chính là người con chọn, người duy nhất đối xử chân thành với con. Con gái bất hiếu. Vưu gia phải chịu bao nhiêu gian khổ, bồi dưỡng con, lẽ nào là nhìn con, tìm một tên, không có địa vị gì sao? Xính lễ của Triệu gia, sớm ngày sẽ được đưa đến. Con từ bỏ ý nghĩ, này đi, đủ rồi, muốn gả chính các người gả đi, đời này con, chỉ nhận một người, là Hứa Dương. Cha, cha tỉnh rồi, ông nội. Cha, ông nội. Ông nội, cháu còn tưởng, không được gặp ông nữa, đứa bé ngốc. Con còn chưa lập gia đình. Sao ông có thể, qua đời chứ? Tại sao lại là cậu, Hứa Y Tiên, đã cứu tôi? Cha, ca nói gì thế? Cậu ta thực sự là Y Tiên của nước Hạ. Hứa Y Tiên, điều trị nhiều năm cho cha. Sao cha có thể không biết cậu ấy chứ? Các con ấy, thông minh ngược lại bị thông minh hại. Chỉ thích nghe lời nói bậy của tên lang băm kia. Cha, chúng con cũng là, lo lắng quan tâm sẽ bị loạn. Ai biết, Y Tiên, này là người trẻ tuổi. Được rồi. Cha hơi buồn ngủ. Nghỉ ngủ một lát. Các con đi ra ngoài đi. Đúng rồi. Phải tôn trọng Hứa Y Tiên một chút. Không thể coi thường. Cha, cha yên tâm. Mọi người làm gì vậy? Chàng trai trẻ. Con rể hào môn, chính là chú trọng, môn đang hộ đối. Không phải có bản lĩnh, thì có thể vào, giới thượng lưu, cậu và tình tình, thân phận chênh lệch. Ở trên trời, mà một người khác lại là, bùn nhão trong đất. Vốn không xứng đôi. Những thứ này, đủ để cậu, không phải lo cơm áo gạo tiền nửa đời sau. Sau khi nhận lấy. Sau này ở trước mặt người ngoài, không được nhắc tới bất cứ điều gì về nhà họ Vưu chúng tôi. Mẹ, Hứa Dương đã xác nhận thân phận bác sĩ của mình, tại sao cha mẹ còn ngăn cản? Tình tình, con đừng chấp mê bất ngộ, con gả cho cậu ta, không có chút ích lợi gì cho nhà họ Vưu chúng ta. Nếu như thông gia với nhà họ Triệu, với thực lực của hai nhà chúng ta, cường cường liên thủ, thì có thể đẩy quyền thế của nhà họ Vưu ta. Tình tình, mặc dù cậu ta là bác sĩ, nhưng với thực lực của nhà họ Vưu chúng ta, vốn không cần sự giúp đỡ của bác sĩ, con liên thủ với nhà họ Triệu, nhà họ Vưu chúng ta mới có thể cao hơn một tầng. Chuyện cho tới bây giờ, con còn không thấy rõ tình thế sao? Đó chính là tiền xem bệnh, tại nhà của Y Tiên, lấy tiền rời đi. Tình tình nhà chúng tôi, là trời sinh mệnh Phượng Hoàng, vợ của Y Tiên, không xứng với con bé. Chỉ thế này, làm người buồn nôn. Đã cho tiền xem bệnh, chẳng lẽ Y Tiên không muốn kính trọng y đức sao? Chỉ là vật ngoài thân, rơi trên mặt đất, tôi cũng lười nhặt. Tôi đúng là nhìn lầm tiểu tử cậu, không nghĩ tới gia tâm của cậu, bành trướng tới mức để mắt tới cả nhà họ Vưu chúng tôi. Sở dĩ cậu không lấy tiền, chẳng lẽ muốn cưới con gái tôi, tương lai lấy hết tài sản, xúc sinh, cậu lại có ý đồ này, cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Vưu chúng tôi trong tay người ngoài như cậu, đủ rồi. Sỉ nhục người khác, cũng không làm nhục như vậy, chẳng lẽ vợ của Y Tiên còn chưa đủ mang đến lợi nhuận to lớn cho nhà họ Vưu, cha mẹ đúng là không thể nói lý. Tình tình, nhà họ Triệu truyền lời nói, chỉ cần con đồng ý liên hôn, bọn họ sẽ tặng cho con 5% cổ phần trước hôn nhân, đừng vờ ngớ ngẩn nữa, con không gả, tiền bẩn của Triệu Lai, con không thèm. Nhanh ngăn con bé lại, đừng để nó chạy. Tiểu tử, cậu cưỡng ép đưa con gái tôi đi, chẳng lẽ cậu muốn làm kẻ địch của cả nhà họ Vưu tôi sao? Tình tình, cha mẹ cũng là muốn tốt cho con ép con đi liên hôn,
Phúc phận này, người nào thích thì lấy. Đứa con gái bất hiếu, nếu con dám đi ra khỏi cửa nhà, con đừng trở về nữa. Được, đây chính là cha nói. Nghe nói, Hứa Dương có một người vợ ở Lâm Thanh. Ngài nói Tô Duyệt à, hai người họ vừa mới ly hôn, bây giờ Tô Duyệt là vị hôn thê của tôi. Thì ra, còn là hai đời vợ, người như hắn cũng xứng có được tình tình, đó là đương nhiên, tên phế vật Hứa Dương kia, so với ngài, cũng không sánh bằng, một đầu ngón tay của ngài. Nghe nói, cậu và Tô Duyệt, vài ngày nữa sẽ kết hôn, chỉ cần cậu có thể giúp tôi, loại bỏ Hứa Dương, tên đại họa trong đầu này, nhà họ Lý các cậu, tương lai ở Lâm Thanh, chính là hào môn số một, hậu trường của tôi, là Long Thần Quân đại nhân, tôi không tin, một tên bác sĩ củi như hắn, còn có thể hơn, Thần Quân chắc. Triệu công tử yên tâm. Chắc chắn không có sơ hở nào. Ăn ngon quá, ăn ngon chứ. Trước kia lúc anh ở nhà họ Tô, cũng thường xuyên ra ngoài, ăn quán vỉa hè. Bởi vậy, bọn họ còn giễu cợt anh. Đó là họ mắt mù. Không nhắc tới chuyện trước kia nữa. Cô gái này xinh đấy. Có phúc đấy, quen biết bạn gái xinh đẹp. Như vậy, giới thiệu cho chúng tôi đi. Kẻ thù của tiểu tử này, không ít đâu. Mời thần quân trách tội, bái kiến thần quân, bái kiến thần quân. Không phải đã nói, đừng đến tìm tôi rồi sao? Thần quân, thuộc hạ vừa mới biết được, ngài sắp đặt sính lễ cưới vợ, cho nên đặc biệt tới đây. Ý tốt của các người, tôi xin nhận. Đúng rồi, hôm nay tôi ở nhà họ Vưu, gặp phải một tên, lang băm họ Lâm. Người này tự xưng là đồ tôn của tôi, cô đi điều tra người này. Vâng. Còn có, chuyện trước kia, điều tra rõ nhà họ Triệu. Vâng, thần quân, còn có một chuyện, phía Tô Duyệt, mời anh đi tham gia, hôn lễ của cô ta. Đây là thiếp mời. Cô ta kết hôn mời tôi, vâng, nghe nói là vì, nói xin lỗi ngài, mà thiếp mời này, thoạt nhìn là, thiếp mời tiêu chuẩn cao nhất, ngài xem. Để thiếp mời lại. Tất cả giải tán đi, làm mấy người này tới gặp tôi. Cũng không thể ăn cơm hẳn hoi, vâng. Em đoán, quả nhiên không sai, thần quân và Y Tiên, hai người kinh diễm, tuyệt luôn như vậy, chắc chắn có liên quan, chỉ là không nghĩ tới, đều là anh. Anh đã không muốn sống, ngày tháng liếm máu, trên mũi đao, bây giờ, chỉ muốn bình thường, làm người bình thường, em biết ngay mà, anh hoàn toàn, không giống những người, phàm phu tục tử ngoài kia. Long thần quân đại nhân, bây giờ em bị đuổi ra khỏi nhà, không có đồng nào, đáng thương chết đi được. Cầu chưa chấp, yên tâm đi, sau này em ở bên cạnh anh sẽ không để em phải bị tủi thân. Chỉ là, tại sao vợ cũ của anh sẽ mời anh đi? Em tò mò thế à, nếu không đi cùng xem. Không nghĩ tới tên phế vật này, thật đúng là dám tới tham gia hôn lễ của Duyệt Duyệt, nhà chúng ta, da mặt này của cậu, là nhặt từ, trên đất lên à, thật không biết xấu hổ. Chỉ tôi, sắp thành hôn với Lý Thiếu, tương lai thành phố Lâm Thanh, chắc chắn lấy hai nhà chúng tôi làm đầu, tên phế vật nhà anh, sợ là mũi chó, ngửi được mùi, đến bữa tiệc này, dựa vào phú bà, ăn bám chứ, hôm nay chúng tôi, được mời tới tham gia, hôn lễ của Tô Duyệt, làm sao trong miệng đám, tiểu nhân các người, tôi nhổ vào, Duyệt Duyệt nhà tôi, tâm địa thiện lương. Muốn cho tên phế vật bị đuổi ra khỏi nhà, ăn bữa cơm ngon, tận mắt chứng kiến, con bé gả cho người tốt, thuận tiện, để cậu từ bỏ ý đồ, bám vào cành cây, cao là nhà họ Tô chúng tôi, một gia tộc, ở cuối xe dựa vào, hôn nhân của con gái, đổi lấy, chút tài sản của tôi chảy ra, vẫn còn đắc chí. Bán nữ cầu vinh, nhà họ Tô thật đúng là, ti tiện đến cực điểm, nói nhảm gì thế, chị tôi và Lý Thiếu, đó là, trai tài gái sắc tình đầu ý hợp, làm sao tới miệng, cô nói, liền thay đổi mùi vị, tôi thấy cô, hẳn là, không trèo lên cành cao được, ghen ghét. Miệng chó không mọc được ngà voi, bỏ đi tình tình, chúng ta tham gia xong, hôn lễ đi ngay, hôm nay dù sao cũng là, nể tình Tô Duyệt, không cần nói nhảm, với những người này, cả cuống chết đến nít còn cay, Hứa Dương, chẳng bằng cậu lật, thẻ bài trước mặt nhìn xem, Duyệt Duyệt nhà tôi hoan nghênh, cậu ở chỗ nào?
Muốn chết. Hứa Dương, bữa tiệc này chính là Hồng Môn Yến nhằm vào anh. Hôm nay cô ta bảo anh tới chính là muốn làm nhục anh trước mặt công chúng. Anh xem, đôi cẩu nam nữ các anh chính là tiện nữ xứng với chó, thiên trường địa cửu sao? Chỉ tôi là chúc phúc hai người. Hứa Dương, cậu đừng không biết điều. Cùng đại tiểu thư rối loạn, hoặc tưởng này, ân ái triền miên, ít đến trêu chọc, diệt duyệt nhà chúng tôi. Đám vong ân phụ nghĩa các người, nếu không phải Hứa Dương, nhớ tình cũ, các người đã sớm xóa tên khỏi nước Hạ. Bây giờ Hứa Dương giải quyết mọi thứ, các người vẫn sỉ nhục anh ấy như thế. Sản nghiệp của nhà họ Tô luôn do chị tôi một tay lo liệu, có liên quan gì tới tên ở rể phế vật này, nhưng lại là cô, con khốn nhà cô, thật đúng là trung thành, ở đâu cũng không quên che chở cho con chó này. Ở Lâm Thanh người nào không biết diệt duyệt nhà tôi, thành tích xuất sắc, quý khách tới đây cũng là người có máu mặt, có thể để các người vào hội trường đã là cất nhắc, đúng là không biết xấu hổ. Tô Duyệt à, Tô Duyệt, không nghĩ tới tình cảm vợ chồng 5 năm giữa cô và tôi cứu cô trong dầu sôi lửa bỏng tới bộ dáng bây giờ. Lần lượt cứu tôi trong dầu sôi lửa bỏng chỉ có Lý Dương Kiệt, liên quan gì tới Hứa Dương anh? Tô Duyệt, không nghĩ tới cô lại trở nên giống như họ, bản tính tôi vốn như vậy, chỉ có điều tên phế vật anh vốn không đạt được địa vị và trình độ như tôi thôi. Standing này của tôi viết sai sao? 5 năm trước anh bị trọng thương, là tôi bất chấp tất cả kéo anh từ ranh giới sống chết về lại vì chăm sóc anh, không chút do dự, không tiếc trở thành trò cười, kết hôn với anh. Những năm này tôi đối với anh tương kính như tân, chưa từng có lỗi với anh. Cô kết hôn với tôi làm bia đỡ đạn thôi, tôi đã cho cô cơ hội đúng là tự tôi giành được. Đừng tưởng anh chỉ là giúp tôi một lần tôi sẽ thay đổi thái độ, tôi đã sớm không phải tôi của 5 năm trước. Đến bây giờ cô còn không nhận ra thân phận của tôi sao? Anh chỉ là một tên phế vật, chỉ biết ăn bám tôi thôi. Anh có thân phận gì tôi không muốn biết. Cuối cùng con cũng nghĩ thông, những năm này nếu không phải Hứa Dương tên phế vật này liên lụy nhà họ Tô, chúng ta sớm đã trở thành thế gia hào môn. Hắn phá hỏng đầu tư, ngửa tình, loại người khốn kiếp này sớm muốn sẽ bị sét đánh, cần gì nói nhảm với loại người này. Con biết rồi mẹ, loại người như Hứa Dương vốn không đáng con dừng lại. Bây giờ con đã tìm được bạch mã hoàng tử trong cuộc đời con, vết nhơ trong cuộc đời này sau này đừng nhắc lại nữa, vết nhơ trong cuộc đời. Tô Duyệt, trong lòng cô tôi tồi tệ như vậy sao? Nói anh là kẻ tồi đó là cất nhắc anh, đồ vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát, đúng là không xứng với diệt duyệt nhà tôi. Lý Thiếu, vẫn là anh tốt nhất, từng có lúc cô vẫn là cô nhóc thích nũng nịu, bây giờ bà xã em về rồi. Mệt quá, sao thế bà xã? Là vấn đề công việc sao? Làm quản lý đúng là quá phiền toái. Nhưng mà em tin, làm gì chắc đó, chắc chắn có thể để cho nhà họ Tô ngày một tốt hơn. Anh tin em. Hứa Dương, mở to mắt chó của cậu, nhìn cho kỹ, Lý Thiếu là người thừa kế hào môn, hàng thật giá thật, với loại người không cầu phát triển như cậu. Đúng là một người trên trời, một người dưới đất. Diệt duyệt nhà chúng tôi, vứt bỏ rác rưởi, có lỗi sao? Tô Duyệt, lần này, tôi sẽ không giơ cao đánh khẽ, anh chỉ là quen biết, nhà họ Thẩm thôi, lại còn coi bản thân là đại nhân vật gì. Nói thật cho anh biết, nhà họ Triệu ở Thượng Kinh đã bắt đầu đầu tư cho nhà họ Tô chúng tôi, không có anh tôi vẫn có thể kéo được đầu tư, anh tưởng anh là cái thá gì, lúc đó tôi đúng là mắt mù mới có thể coi trọng anh. Tôi nói hôm qua còn quỳ xuống xin tha, sao hôm nay lại đột nhiên đổi mặt đâu, thì ra là tìm được chỗ dựa. Đó là đương nhiên, nhà họ Triệu nghiền chết đôi cẩu nam nữ các người, đơn giản như bóp chết một con kiến thôi. Nếu thức thời, hai người các ngươi quỳ xuống ngay bây giờ cho tôi, đập đầu xin lỗi, diệt duyệt cho tôi. Thì ra là hắn đang làm khó dễ, tôi bảo sao một con chó xù cũng có gan rủa. Triệu Lai, tới cửa cầu hôn không thành, bây giờ đổi thành uy hiếp, xem bản tiểu thư trở về Thượng Kinh,
không vả mặt hắn, một con hồ ly tinh, không đáng một đồng, cũng dám nói xấu Triệu công tử, nhân vật cao quý như Triệu công tử, làm sao có thể cưới loại phụ nữ lẳng lơ như cô. Vị hôn thê của Triệu công tử chính là đại tiểu thư nhà họ Vưu ở Thượng Kinh, cô nói anh ấy cầu hôn, cô không được, đùa gì thế, một con khốn, không dám báo tên, gia tộc, nói mạnh miệng, còn không sợ đau lưỡi. Khoản đầu tư cách xù của nhà họ Triệu, nói chuyển là chuyển, coi như Hứa Dương dựa vào quan hệ, để cho nhà họ Thẩm đầu tư, thì thế nào, đây chẳng phải, ân tình không đủ lớn, thời điểm then chốt hủy bỏ, hai người hơn kém thế ngay. Có thể là, tên phế vật Hứa Dương này, liên hợp với nhà họ Thẩm, diễn một vở kịch với chúng ta, bảo là muốn bỏ vốn. Hại chúng ta mừng hụt một trận, nâng giá trị bản thân cho chính hắn. Đáp án đã rất rõ ràng, hắn chỉ cố tình bày trò, Tô Duyệt, đến bây giờ cô, còn u mê không tỉnh ngộ, nhà họ Triệu chỉ, lợi dụng cô thôi, chờ cô không còn giá trị lợi dụng, Triệu thị, chắc chắn thông tính, cả nhà họ Tô, coi như để cho nhà họ Triệu, lợi dụng, cũng tốt hơn đi theo, tên phế vật cậu, hào môn trăm năm, tùy thiệt cho chúng tôi, mấy dự án, chúng tôi đều có thể ăn được, lợi nhuận rất nhiều năm, đi theo cậu, có tiền đồ gì, chỗ nào có mặt mũi kêu gào, tôi nhắc nhở các vị, tôi họ Vưu tên một chữ, duy nhất là Tình, bình thường mời các vị nói chuyện, suy nghĩ thật kỹ, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. Vưu Tình, tên của Vưu gia đại tiểu thư, lẽ nào cô gái này, chính là đại tiểu thư nhà họ Vưu, bộ may đo cao cấp trên người cô ấy, ít nhất phải mấy trăm nghìn. Khí thức và tài ăn nói này, nói không chừng, thật đúng là chính chủ. Đồ giả mạo mặc hàng giả, nhà cô, đồ rể ăn bám, nhà anh, hai tên nghèo kiếp xác, tài sản cộng lại, đều không nhiều bằng, kẽ hở bàn tay tôi, lấy đâu ra mặt kêu gào, đồ giả mạo, tôi ở Thượng Kinh, chưa bao giờ có người, nói tôi như vậy, là Triệu lai cho cậu, sức mạnh à, xem một cuộc điện thoại của tôi, sẽ để cho nhà họ Triệu, chấm dứt hợp tác với cậu. Lúc trước cô ta được Thẩm gia chủ, rất kính trọng, đoán chừng Hứa Dương cũng là, mượn thế cô ta, mới có thể xoay người phá rối, bây giờ còn chưa phải, lúc vạch mặt, thật sự là đại tiểu thư nhà họ Vưu, không thể giả được, nghĩ không ra cô thật sự là đại tiểu thư nhà họ Vưu, hôm nay là hôn lễ của tiểu nữ, cô có thể tới tham gia, khiến chỗ này, rồng đến nhà tôm. Nghĩ không ra, Vưu tiểu thư cũng sẽ tham gia, hôn lễ của nhà họ Tô chúng tôi, ngày sau nhà họ Triệu, hợp tác với nhà họ Vưu, chúng ta coi như cộng sự, Vưu tiểu thư, ngày sau xin chiếu cố nhiều hơn, không phải vừa rồi còn mở miệng, là tiện nhân sao, sao bây giờ không dám lên tiếng, còn nữa, Hứa Dương là chồng tôi, các người dẫm lên tình cũ, từng bước một uy hiếp anh ấy, thật coi tôi không có tính tình sao, tôi xem bữa tiệc hôm nay, không làm cũng được. Vưu tiểu thư đừng giận, tôi đây lớn tuổi, nói chuyện không xuôi tai, hôn lễ hôm nay, liên quan tới tiền đồ của nhà họ Tô chúng tôi, mong rằng Vưu tiểu thư, châm trước một hai, cho trước tình mọn, lúc trước là có rất nhiều hiểu lầm, nhưng mà hôm nay, tôi và Duyệt Duyệt là thành tâm, mời hai vị, tới chứng kiến giờ phút, hạnh phúc của chúng tôi, hy vọng đại tiểu thư nhà họ Vưu, đừng làm loạn khó coi như vậy. Trong bữa tiệc đầu tư lần trước, đám tiêu chuẩn kép các người, không phải nói như vậy. Xin chào, người sử dụng ngài gọi, tạm thời không thể kết nối, chuyện gì xảy ra, sao quản lý trưởng, không nhận điện thoại của em. Vưu đại tiểu thư, tiếp tục diễn đi, kém chút bị tên giả mạo, nhà cô lừa, đại tiểu thư nhà họ Vưu, làm sao có thể phải lòng Hứa Dương, loại phế vật ở rể, bị đuổi ra khỏi cửa, hai người các ngươi, một tên là giả mạo, một tên có rối loạn hoang tưởng, đúng là tuyệt phối. Điện thoại đều bị chặn, còn tự xưng là đại tiểu thư nhà họ Vưu, nếu chuyện này truyền đi, quả thực cười đến rụng răng. Một bộ may đo cao cấp này của cô, mượn tới, cũng tốn không ít tiền đi, đáng tiếc, theo tên phế vật như này, tôi thấy không bằng cô theo tôi đảm bảo có thể để cô, dục tiên dục tử. Cậu là cái thá gì? Con khốn. Chỉ cậu, cũng xứng động vào cô ấy. Hứa Dương anh đủ rồi, làm hỏng hội đầu tư không nói, còn mang theo tiểu tam, gây chuyện trong hôn lễ tôi, anh coi tôi nể tình, tình cũ ngày xưa, không thể xuống tay với anh phải không? Chị nói nhảm nhiều với loại, phế vật này như vậy làm gì? Hai người này, xuất hiện ở trong hôn lễ chị, quả thực là kéo thấp, cấp bậc của toàn bộ hào môn, ở Lâm Thanh, thừa dịp cơ hội lần này, xóa tên hai người này, ra khỏi Lâm Thanh, sau đó, nếu như có người, còn dám tiếp cận, đó chính là đối đầu với nhà họ Tô ta, Tô Duyệt, cô thật đúng là uy phong lớn quá, tôi có vốn liếng uy phong, anh ở nhà họ Tô, ăn uống chùa 5 năm, có lẽ đã từng trợ giúp nhà họ Tô một chút, nhưng ơn cứu mạng ở trước, đời này anh cũng trả không hết, anh đời này, chỉ xứng làm chó, ở dưới bàn chân tôi. Lòng tham không đáy, Duyệt Duyệt nói,
chẳng lẽ không đúng sao? Cậu đời này chính là một con chó vẫy đuôi, cầu xin thương xót. Chỉ cần tớ muốn, toàn bộ nước Hạ cậu đều không sống được ở bất kỳ đâu. Chẳng phải cô gái này tự xưng là đại tiểu thư nhà họ Vưu sao? Được, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Triệu công tử. Là thật hay giả, chúng ta hỏi một chút là biết. Anh không nghe thấy lời anh rể tôi nói sao? Bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi. Có lẽ chỉ tôi vui vẻ, còn có thể cho hai người các người toàn thây. Loại người này, nói thêm một câu tôi đều ngại bẩn. Chưa xuống suối vàng chưa từ bỏ ý định. Cô chờ đó cho tôi, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Triệu công tử. Chỗ tôi có một người phụ nữ giả danh tự xưng là đại tiểu thư nhà họ Vưu. Tôi muốn hỏi ngài, tình tình ở Thượng Kinh không đi chỗ nào, người phụ nữ này là ai, lại dám giả mạo vị hôn thê của tôi? Triệu Lai, anh nói bậy gì đấy? Triệu công tử đã nói rồi, đại tiểu thư nhà họ Vưu vốn không ở Lâm Thanh, tên giả mạo nhà cô sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng rối loạn hoang tưởng này. Thế này đi, bản thiếu hôm nay đại hôn, chỉ cần để cho Hứa Dương quỳ xuống liếm sạch giày cho tôi, tôi có thể mở lòng từ bi, đưa hai người các ngươi đi bệnh viện tâm thần làm một đôi uyên ương số khổ. Bây giờ quỳ xuống liếm giày còn có thể sống tạm mấy ngày. Hứa Dương còn không mang theo con hồ ly tinh này của anh, nhanh quỳ xuống liếm giày. Quỳ xuống, con tiểu tan này cũng phải đập đầu xin lỗi. Con gái tôi, một tên giả mạo cũng dám xúc phạm một nhà họ Triệu nho nhỏ, còn đúng là để cho các người ra vẻ phải không? Bây giờ liền qua đây. Không sao, anh nói rồi, có anh ở đây sẽ không để cho em bị chút tủi thân nào. Hứa Dương, việc đã đến nước này, anh còn có át chủ bài gì, cứ việc bày ra. Nhà họ Triệu ở Thượng Kinh cũng không phải anh chuyển nhà họ Thẩm ra thì có thể ứng đối dễ như trở bàn tay. Át chủ bài của tôi là độ cao cả đời này cô cũng không thể chạm tới. Tô Duyệt, tôi nói rồi, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Long Thần Quân phía sau nhà họ Triệu, đây chính là người ngay cả quốc chủ cũng phải nhún nhường. Át chủ bài của cậu cứng rắn đi nữa, có cứng bằng Long Thần Quân tiếng tăm lừng lẫy sao? Khi nào tôi thành át chủ bài của nhà họ Triệu? Tình tình, thư mời tới. Đây chính là hôm qua anh và bát hộ pháp nói xính lễ của Long Thần. Chuyện đột nhiên xảy ra, bây giờ nhà họ Vưu không thích hợp tới cửa, nhưng mà đã chuẩn bị xong thư mời, đương nhiên tặng cho em, ở cùng với anh, em cảm thấy rất hạnh phúc. Thiếp mời của Long Thần Quân. Đi là thiếp mời của chủ tôi, cô dâu Thần Quân, ngay tại nơi tổ chức tiệc cưới. Tôi phụ mệnh lệnh của Mão Thỏ đại nhân, đặc biệt đưa lễ lớn cho chủ mẫu tương lai. Món thứ nhất là một ngôi biệt thự ở Vịnh Bích Loan, đưa cho phu nhân Thần Quân tương lai, xem như tân phòng. Món thứ hai là tất cả lợi nhuận Thần Long Quân rong ruổi, viên cương 8 năm, đoạt được số tiền trong thẻ đen. Phu nhân muốn mua đảo, mua đất nước cũng không đáng kể. Món thứ ba là tọa giá nước Long định chế cho Long Thần Quân, gần như không tồn tại, chìa khóa mở khóa vân tay dâng lên cho phu nhân. Một món cuối cùng là bội kiếm Long Thần Quân mang theo bên người. Long Thần Quân đã ẩn lui giang hồ 3 năm, Long Ngâm đã được cất giữ trong cấm địa biên cương. Hôm nay tôi cùng dâng kiếm Long Ngâm lên. Ông bạn già, lâu rồi không gặp. Không thể nào, sao hắn lại là Long Thần đại nhân? Phu nhân Thần Quân ở đây, tôi rất hài lòng với quà tặng. Tô Duyệt tiểu thư, cô không cần khách sáo. Cô nói gì? Tên trên thiếp mời sao có thể là Tô Duyệt? Duyệt Duyệt, con nghe thấy chưa? Đội trưởng Long Thần gọi con đấy, mau tới nhận lễ đi. Chị lợi hại quá. Bắt lại Long Thần Quân đại nhân, lúc nào vậy? Long Thần Quân đại nhân này, nếu như là anh rể của mình, sau này toàn bộ nước Hạ em xem ai còn dám không nể mặt chúng ta. Chị cũng không biết. Không thể nào, tôi mới là phu nhân Long Thần Quân, có lẽ trước đó từng có gặp mặt một lần, không nghĩ tới Long Thần đại nhân si tình như vậy. Pha cua xe này khiến người không thể tưởng tượng được. Trên tiệc cưới nhà họ Tô, Long Thần Quân lại hạ sính lễ với Tô tổng. Vậy hôn lễ này nhà họ Lý và Long Thần Quân còn cần lựa chọn sao? Theo Long Thần Quân, tất cả hào môn ở Lâm Thanh đều có thể thơm lây. Không nghĩ tới em để cho Long Thần đại nhân coi trọng, vậy hôn lễ của chúng ta anh tự nguyện hủy bỏ. Mong rằng sau này em ở trước mặt Long Thần Quân chiếu cố nhà họ Lý bọn anh nhiều hơn, cũng không uổng một đoạn tình duyên của chúng ta. Đó là tự nhiên, các vị đang ngồi đây ngày hôm nay, ngoại trừ đôi nam nữ này, cũng là nhân chứng của tôi và Long Thần Quân. Đợi ngày sau Tô Duyệt, tôi nhất định sẽ dẫn mọi người đi đến đỉnh phong. Thiếp mời này phát sai rồi, cô dâu này không phải Tô Duyệt. Tấm thiếp mời này
cất giữ hơn 5 năm, ở biên cương, Bắc Cảnh, Tô Duyệt tiểu thư, là phu nhân thần quân, danh xứng với thực, anh là thân phận gì, dám nghi vấn, quyết định của Long Thần Đại Nhân, tôi chính là Long Thần Quân, cô nói tới. Người trẻ tuổi, anh nói chuyện không nghĩ à, Long Thần Quân, từ trước đến nay lấy mặt nạ gặp người, không có ai nhìn thấy diện mạo, muốn giả mạo, cũng ít nhất đến, tuổi trung tuần, anh còn trẻ như vậy, cũng dám giả mạo, chiến thần Bắc Cảnh, đội trưởng, cô đừng chấp nhận, với tên phế vật này, hắn ấy, đầu óc có vấn đề, lúc không có việc, thì sẽ tưởng tượng bản thân, là Long Thần Quân, y tiên các đại nhân vật như vậy. Hắn, là một con chó, nhà họ Tô chúng tôi không muốn thôi, đội trưởng đại nhân, tôi là đệ tử của Tô Duyệt, chúng tôi đây, mới là thân thích, chân chính của Long Thần, mà hai người này, chính là hai tên giả mạo, chẳng biết xấu hổ, đúng là mù, mắt chó các người, Long Thần Quân ở đây, chẳng lẽ các người, đều không nhận ra sao, người phụ nữ này, vùi lấp công lao, 5 năm của Hứa Dương, nửa tình, bây giờ còn muốn giả mạo, thân phận tôi, người đội trưởng gọi là, Tô Duyệt tôi, tên giả mạo nhà họ Vưu, tôi còn không, kịp xử lý các người, bây giờ lại muốn, ăn vạ tôi, chiếm đoạt danh hiệu phu nhân, Long Thần, người phụ nữ này, đúng là điếc không sợ súng, đến cùng ai là Tô Duyệt, là tôi, Tô Duyệt tiểu thư, cuộc nháo kịch ngày hôm nay, tôi tin Long Thần Quân, cũng không muốn nhìn thấy, hy vọng cô xử lý tốt, đương nhiên, Long Thần đại nhân yêu thích tôi như vậy, đương nhiên tôi sẽ không để cho anh ấy thất vọng. Tô Duyệt tiểu thư, xính lễ đã đưa đến, chúng tôi lui xuống trước, hẹn gặp lại cô ở bữa tiệc tiếp đón. Thấy chưa, tất cả thành tựu tôi, đạt được ngày hôm nay, cũng là chính tôi, giành lấy, chờ sau này tôi trở thành, phu nhân Long Thần, tôi nhất định sẽ, trả lại hết, sỉ nhục năm đó. Chỉ sợ, cô không có cơ hội này, bây giờ tôi là, phu nhân Long Thần Quân, người đàn ông ưu tú nhất, đều say mê tôi, lẽ nào anh, so ra kém thần quân. Ở chỗ này đố kỵ, Hứa Dương, bây giờ là, tình huống gì, hẳn là, phía Bắc Cảnh, tin tức truyền đi chậm chạp, anh đã để người, đưa mới cho em, Long Thần Quân đại nhân, đã đưa xính lễ cho, Duyệt Duyệt nhà chúng tôi, hai người các cậu, còn cả cuống chết đến nít còn cay, đúng là đóng vai nhân vật, nghiện rồi, không rõ ràng bản thân, bao nhiêu cân lượng, đúng thế, mẹ, mẹ mau nhìn, Long Thần này, đúng là ra tay hào phóng, ngay cả kiếm Long Ngâm, cũng đưa tới, đây chính là lợi kiếm con, thích nhất. Văn Lâm, con không sao chứ? Mẹ, con không sao, chỉ là, kiếm Long Ngâm này, tại sao sẽ tấn công con? Nghe đồn, bội kiếm thần quân chuyên dùng, sớm đã mở linh trí, chỉ có người Long Thần Quân, cực kỳ tín nhiệm, mới có thể chạm vào, có lẽ là Long Thần Quân, chưa từng gặp, người nhà chị, anh ấy hạ cấm chế với, kiếm Long Ngâm, không sao, chỉ tới cho em xem, Long Thần Đại Nhân, hành tung quỷ bí, chỉ gặp qua Duyệt Duyệt, không biết chúng ta, đây cũng có thể thông cảm được, để chị con, cầm kiếm Long Ngâm lên, để cho khách Hứa đang ngồi, mở mang tầm mắt, kiếm Long Ngâm đồng ý, có thể chạm kẻ xấu, đôi gian phu dâm phụ này, đều xúc phạm đến, các đại nhân vật, chờ Long Ngâm ra khỏi vỏ, chỉ không được tha cho, họ một cách nhẹ nhàng. Kiếm Long Ngâm ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh như lưỡi đao, quả nhiên là thần kiếm, đệ nhất thiên hạ, Hứa Dương, kiếm Long Ngâm đã thừa nhận tôi, bây giờ, anh còn dám nói mình là thần quân sao, cô có thể thử xem. Năm năm trước, tôi thấy anh đáng thương, nổi lòng trắc ẩn, kết hôn với anh, dốc lòng chăm sóc anh, nhưng anh lại ngoại tình, trả đũa vu oan tôi. Nhà họ Thẩm đầu tư nhà họ Tô, tôi vốn tưởng rằng có thể, bằng vào sự cố gắng của bản thân, chuyển bại thành thắng, nhưng mà anh đắc tội, cha con nhà họ Vương, để cho đầu tư trở thành bọt nước, bây giờ, tôi đặt xuống quyết tâm, không còn dính líu tới anh. Nhưng anh mang theo tiểu tam này, công khai tới tham gia, tiệc cưới của tôi. Mọi chuyện này, cũng là lỗi của anh. Kiếm Long Ngâm, một kiếm nhập hồn, chảm trừ tất cả tội ác thế gian, Hứa Dương. Anh tôi ân đoạn nghĩa tuyệt, hôm nay, tôi lấy thân phận phu nhân thần quân, thay trời hành đạo, chảm thảo trừ căn anh. Tô Duyệt à Tô Duyệt. Không nghĩ tới cô, thật sự muốn giết chết tôi, Long Ngâm, chơi đủ chưa? Tô Duyệt, cô thua rồi. Long Ngâm nhận chủ, mặt nạ tơ bạc, anh thật sự là Long Thần Quân đại nhân, làm sao có thể, Long Thần Quân này, lại là người ở rể, nhà họ Tô tôi 5 năm, nếu như cậu nói sớm, nhà họ Tô chúng tôi, làm sao có thể đối xử với cậu như thế, anh rể phế vật, lại là Long Thần Quân, điều đó không thể nào, không thể nào, không nghĩ tới. Không nghĩ tới,
anh chính là Long Thần Quân. Trách không được một mình anh, có thể giết qua tầng 5, Thẩm gia chủ đối với anh, cung kính như thế, là tôi sai rồi, sai hoàn toàn, tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội, nếu như chúng ta không ly hôn, thiếp mời này còn hữu dụng sao, bây giờ xoắn suýt những thứ này còn có ý nghĩa gì sao, tôi không giết cô, nhưng mà những người ở đây không có mạng tốt như vậy, Hứa Dương, em biết chắc chắn là họ đưa nhầm sinh lễ, rõ ràng em mới là phu nhân thần quân chân chính, Tình Tình, thiếp mời mới, anh đã để cho người phát tới Thượng Kinh. Chờ sau khi chúng ta về Thượng Kinh, anh sẽ đích thân tới cầu hôn với cha mẹ em. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Người phụ nữ này có thể dễ như trở bàn tay ở bên cạnh anh, tôi bồi bạn anh 5 năm, nhưng anh không nhắc tới một lời. Tô Duyệt. 5 năm trước, sau khi tôi trở về từ trên chiến trường, vốn định sống cuộc sống của người bình thường, nhưng nhà họ Tô các người mượn dùng sức mạnh của tôi thành hào môn quý tộc. Thật ra lúc đầu tôi nghĩ ngày cô đề nghị ly hôn với tôi, sẽ nói hết mọi chuyện, nói rõ với cô. Nhưng mà Tô Duyệt, là chính cô không cho tôi cơ hội này. Hứa Dương. Anh có thể tha thứ tôi không? Tôi đã nói với cô từ lâu rồi, thân phận anh ấy không phải người bình thường có thể với tới, là chính cô không trân trọng nó ngay từ đầu. Nghe nói cậu rất thích cướp vợ người khác phải không? Long Thần Quân đại nhân, tôi sai rồi, tôi thật sự khô bê dê biết, Tô Duyệt là vợ ngài, nếu như tôi biết, cô ấy là vợ anh, đánh chết tôi cũng không dám cướp người phụ nữ của ngài. Ngài đại nhân có đại lượng, ngài tha cho tôi một mạng, ngài tha cho tôi một cái mạng chó. Xin ngài, cậu thật sự tưởng rằng, chuyện bữa tiệc ngày hôm nay, tôi không điều tra rõ ràng, phải không? Hôm nay nếu không phải, Long Ngâm quý vị, có phải tôi sẽ bị, người cậu sắp xếp, cắt đứt tứ chi, vứt xuống biển cho cá ăn? Không không không, Long Thần Quân đại nhân, tôi nào dám động vào nửa sợi lông tơ của ngài, là nhà họ Triệu sai xử tôi, hắn nói nếu như giải quyết ngài, hắn có thể để nhà họ Lý chúng tôi Đông Sơn tái khởi, tôi cũng là nhất thời hồ đồ, sau này đừng để tôi gặp lại cậu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vâng vâng vâng, cút. Cảm ơn Long Thần Quân đại nhân, cảm ơn đại nhân. Chuyện ngày hôm nay, tôi hy vọng ngoại trừ người có mặt ở đây, không có bất kỳ người nào biết, trong lòng các người rõ ràng, nên làm như thế nào. Cần tuân thần quân dạy bảo. Thiếu gia, Lâm Thanh truyền tới tin tức, tiệc cưới bị cướp cô dâu, Lý Xương Kiệt tung tích không rõ, nhà họ Tô phá sản, chuyển nhà đến nước ngoài, ngoại trừ đó ra, còn có tin tức gì khác không? Cũng không, tất cả khách hứa tham gia, tiệc rượu hôm đó, không có một ai, ngậm miệng không nói. Sợ là, có đại nhân vật ra tay, xóa đi. Đại nhân vật, Lâm Thanh địa phương khỉ ho cỏ gáy này, có thể có chân long gì, đi, thông báo xuống dưới. Hủy bởi tất cả, dự án đang hợp tác với nhà họ Vưu, tôi muốn để cho lão già kia, tự tay đưa con tiện nhân kia, tới trên giường của tôi. Mẹ em đồng ý, chúng ta ở bên nhau, nhanh như vậy. Thế này cũng tốt, chờ thêm 2 ngày nữa trong tiệc tiếp đón, anh sẽ lộ ra thân phận, nở mày nở mặt, đón em về. Nhưng mà em phải, trở về trước một ngày. Mẹ em nói tới cửa đưa sính lễ, hai người cùng nhau lại mặt, không hợp lễ nghĩa. Được, vậy anh để cho Mão Thỏ sắp xếp máy bay trực thăng, đưa em về. Alo mẹ. Con sẽ về ngay bây giờ. Đi theo phu nhân. Tôi luôn cảm thấy lần này nhà họ Vưu, đột nhiên bảo cô ấy trở về, không quá bình thường. Vâng. Tình Tình tính tình bướng bỉnh, nếu lừa con bé về như vậy, liệu có? Nhà họ Triệu đã chấm dứt, tất cả dây chuyền sản xuất, chỉ có để cho Tình Tình đi thông gia, mới có thể thay đổi cục diện. Chúng ta cũng là, bất đắc dĩ, tôi tin sau khi con bé về, sẽ hiểu cho chúng ta, chỉ hy vọng như thế. Cha mẹ thật sự đồng ý, còn ở bên Hứa Dương rồi, mau bắt tiểu thư lại. Các người lừa con, Tình Tình, xin lỗi, nếu con không liên hôn với nhà họ Triệu, nhà họ Vưu chúng ta, mắt xích tài chính đứt gãy, xem như, cố gắng xoay chuyển tình thế, cũng sẽ, tổn thương nguyên khí nặng nề, chúng ta,
Bất đắc dĩ, mộ tên Triệu Lai nho nhỏ đã dọa cha mẹ dọa tới mức này. Bây giờ con, mau đưa tiểu thư đi. Cha. Chủ nhân, như ngài sở liệu, cha mẹ nhà họ Vưu nhốt phu nhân lại, lập tức chuẩn bị, tôi muốn tới Thượng Kinh ngay tối nay. Vâng. Tình Tình, con cũng không nên trách cha mẹ, đây đều là tốt cho con, tốt cho con. Các người lấy ngụy trang, tốt cho con, để cho con gả cho người con không thích, đây cũng gọi là tốt cho con sao? Muốn tốt cho con kiểu này, con đúng là không chịu nổi. Tình Tình, nhà họ Âu không thể ngã xuống, chỉ có thể tủi thân con. Mắt xích tài chính đứt gãy phải không? Nhà họ Triệu mù ố kẹp lấy cổ nhà họ Triệu, con lại không thể cho họ toại nguyện. Mẹ, xế chiều mai là tiệc rượu Long Thần, đến lúc đó anh ấy sẽ đưa sinh lễ tới nhà họ Vưu cưới con. Nếu quả thật như vậy, chúng ta nên từ bỏ Triệu Lai có được không? Con nói gì thế? Long Thần hạ xính, đúng thế, dù sao cũng không kém. Hai ngày này, mẹ, mẹ phải tin con, anh ấy thật sự sẽ tới cưới con. Giữ nguyên kế hoạch đi. Người đâu? Thuộc hạ đã điều tra rõ, năm đó chính là nhà họ Triệu giết hại cả nhà anh, còn có hổ đầu nhẫn giấu danh tính, chỉ có người thừa kế các đời mới có được. Nhà họ Triệu ở Thượng Kinh chính là ngắm vào ngày. Tôi biết rồi, cô đi xuống đi. Thuận tiên thông chi những hào môn kia, ngày mai đến đông đủ cho tôi. Vâng. Con khốn, không phải cô rất kiêu ngạo sao? Vậy mà tìm tên phế vật Hứa Dương kia tới sỉ nhục tô, cô lại kiêu ngạo tiếp đi. Khôn kiếp, tiểu nhân hèn hạ, chỉ bằng anh cũng xứng cưới tôi, đồ rác rưởi. Tôi và cô là thanh mai trúc mã, 30 năm, từ lúc cô sinh ra, một khắc này, cô cũng chỉ có thể làm vợ tôi. Chờ tôi gặp mặt Long Thần đại nhân, nhà họ Triệu tôi sẽ phong quang vô hạn. Cô đi theo tôi, ăn ngon uống đã, muốn gì có nấy. Gặp mặt Long Thần, anh đợi đấy, quỳ xuống, nhận lầm tôi rồi. Tôi thích cô nàng nóng bóng như cô. Cỡ nào đơn thuần, một đóa hoa cao lãnh. Cũng không biết, đóa hoa này của cô có bị người làm bẩn không? Hôm nay để tôi kiểm tra, thật tốt, anh điên rồi, anh dám động vào tôi, anh không muốn sống nữa phải không? Động vào cô thì sao? À, cô còn trông cậy, tên phế vật cô, bai trai cô sẽ tới cứu cô, tới làm anh hùng cứu mỹ nhân phải không? Nếu cô để hắn tớ, hắn dám động vào rồi sao? Muốn chết. Tình Tình, em không sao chứ? Tên khốn kiếp, đồ nhà quê mày dám động vào tôi, cậu không muốn sống nữa phải không? 8 năm trước, quả nhiên là các người, nhìn cái gì? Chiếc nhẫn này, chính là chứng kiến tao là người thừa kế nhà họ Triệu tao, đồ nhà quê như cậu. Chỉ sợ đời này, giai cấp này, tôi chính là tìm người nhà họ Triệu các người. Nhà họ Triệu, tôi lại để cho cậu kéo dài hơi tàn một hồi. Một hồi sẽ qua, tôi sẽ để cậu tận mắt nhìn thấy nhà họ còn hủy diệt như thế nào. Xem. Tránh ra. Tao lại muốn xem mày đánh chết tao kiểu gì. Chúc mừng Vưu Tổng, nghe nói nhà họ Vưu sắp có việc vui, chẳng bao lâu sẽ kết hôn với công tử nhà họ Triệu, cao hơn một tầng, sau này chỉ sợ toàn bộ thủ đô đều muốn coi hai nhà Triệu Vưu như thôi lôi sai đâu đánh đó. Nào có, cũng là ý nghĩ của tiểu bối. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Đây là có chuyện gì? Không phải Vưu tiểu thư và nhà họ Triệu đính hôn sao? Làm sao còn kéo người đàn ông khác? Hiểu lầm, cũng là hiểu lầm. Người này là bà con xa của nhà họ Vưu tôi, mẹ nhốt con gái mình đưa tới trên giường người khác, gọi là tự nguyện. Hứa Dương chính là người con yêu duy nhất trên đời này, con chắc chắn gả cho anh ấy. Tình Tình, con lôi kéo với một người xa lạ tình là cái gì? Nhà họ Triệu đã được sinh lễ tới trong nhà, hai nhà Triệu Vưu liên hôn là ván đã đóng thuyền. Tình Tình, với tình hình trước mắt của nhà họ Triệu vô cùng nguy hiểm, con đừng ở dở tính trẻ con ở thời điểm mấu chốt này, ngoan ngoãn nghe lời gả vào nhà họ Triệu. Con vẫn là đại tiểu thư, được cưng chiều,
muốn gả chính các người gả đi. Hứa Dương, chỉ một tên rác rưởi như cậu cũng xưng cướp gái với tôi cho cậu biết, bệnh của Vưu lão gia tử đã chữa khỏi rồi. Dựa theo ước định trước đó, Vưu Tình chỉ có thể thông gia với tôi. Bệnh của ông nội rõ ràng là Hứa Dương chữa khỏi, có liên quan gì tới tên lang băm anh mang tới? Lâm Thần Y là bác sĩ hàng đầu của nước ta, sau khi ông ấy ra tay cứu chữa tiểu tử cậu đi lên, mạo hiểm nhận công lao, cậu còn thật sự coi mình là đại sư sao? Thật ra, được rồi chú, ở đây không cầu chú nói, chuyện này giao cho cháu. Giả mạo thần y, giả mạo công dánh, mỗi một tội này đủ để hắn chết ngay tại chỗ. Thật ra Hứa Dương trên người cũng có chút bản lĩnh, hắn bản lĩnh có lớn lại có thể rời đi nơi nào? Chỉ là một con kiến ăn bám, một tên rác rưởi ti tiện ở tầng dưới đấy cũng xưng cướp gái với tôi, nếu như truyền ra ngoài, mặt mũi tôi để nơi nào? Tên khốn, thả tay ra. To gan, lại dám bất kính với Lâm tiên sinh. Cô chính là đứa con gái đi theo bên người Hứa Dương thời gian dài nhất, tôi thật sự không hiểu rõ, đồ nhà quê này lại có ma lực gì, rốt cuộc có ma lực gì có thể để nguyên một đám các người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vô tri. Sự việc được điều tra rõ ràng chưa? Chủ nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, còn không nhanh nói rõ, rốt cuộc ông làm chuyện xấu xa gì? Y tiên đại nhân, tôi sai rồi, tôi vì danh tiếng cố làm ra vẻ huyền bí, giả mạo đồ tôn của y tiên, là tôi có mắt như mù, ngài tha cho tôi đi, tôi không dám nữa. Lâm Thần Y, ông đang nói gì? Tiểu tử này sao có thể là y tiên? Cho tôi một cơ hội sửa sai, ông mượn danh hiệu của tôi làm sằng làm bậy bên ngoài, giết hại không biết bao nhiêu quần chúng vô tội, bây giờ ông để cho tôi tha cho ông, vậy tôi hỏi ông, ai tới cứu họ? Y tiên đại nhân, tôi thề với trời, ngoại trừ Vưu lão gia tử, cách điều trị đó tôi là vì 100 triệu, dùng 3 ngày treo mạc, nhưng mà những người khác tôi đều tận tâm tận lực. Này, cho tôi một cơ hội đi. Súc sinh, ông lại hạ độc thủ với ông nội tôi, kéo ra ngoài chôn, sau này tôi không muốn nhìn thấy ông ta nữa. Loại người này vốn không xứng xưng là bác sĩ. Tha mạng, cho tôi một cơ hội, cho tôi một cơ hội, tha mạng. Không nghĩ tới tên Hứa Dương này đúng là y tiên. Chuyện này tại sao không ai nói cho tôi? Vừa rồi không phải nói cậu ta bản lĩnh không nhỏ, một tên phế vật vậy mà lắp mình biến thành bác sĩ đỉnh tiêm của nước hạ. Nhưng mà đây chính là lá bài tẩy của cậu sao? Thân phận nhất giới y tiên còn chưa đủ chống lại nhà họ Triệu tôi, nhà họ Triệu cậu thật đúng là uy phong quá. Tiểu nhân gì cũng có thể làm sằng làm bậy, phải không? Cậu nói ai là tiểu nhân? Tôi cho cậu biết, sau lưng nhà họ Triệu chúng tôi là Long Thần Quân hộ quốc. Lúc nào Long Thần Quân thành át chủ bài của nhà họ Triệu cậu? Đương nhiên, nhà họ Triệu tôi có thể có ngày hôm nay, toàn bộ nhờ Long Thần đại nhân hết sức giúp đỡ. Cậu chỉ là nhất giới y tiên, ở trước mặt Long Thần đại nhân quyền lực ngập trời, cậu không là cái thá gì. Triệu Lai, đừng nói quá mức tự tin như vậy, cẩn thận vào mặt, tới quá nhanh liên lụy toàn gia tộc, chôn cùng anh. Còn khốn, tôi lại muốn xem cô còn có thể phách lối bao lâu. Bây giờ tôi xin mời bày ra, Long Thần đại nhân, nếu như nhà họ Vưu các người dám từ chối hôn sự này, Long Thần đại nhân sẽ để cho các người tự mình hủy diệt. Tôi lại muốn xem hắn nhất giới y tiên có thể chống lại Long Thần đại nhân. Lúc trước đồng ý nhà họ Triệu cũng là vì họ mang ra chỗ dựa là Long Thần, hôm nay là tiệc tiếp đón Long Thần, chờ tiệc tiếp đón kết thúc, tình tình không thể có nửa phần liên quan với Hứa Dương. Y tiên chỉ có thể xem bệnh cứu người, còn lâu mới có được quyền thế ngập trời như Long Thần Quân, lần này nhà họ Vưu chúng ta sẽ không chọn sai. Tình tình, nhà họ Triệu lưng tựa Long Thần Quân, bằng vào tình hình bây giờ của nhà họ Vưu chúng ta, vốn không đủ để chống lại, vì nhà họ Vưu, đừng tùy hứng. Mẹ, mẹ có thể đừng nghe gió tưởng mưa, chờ lát nữa con sẽ chứng minh sự lựa chọn của con không sai. Long Thần đại nhân thành lập hiệp nghị giao hảo 100 năm với nhà họ Triệu tôi, chiếc nhẫn này chính là chứng minh tốt nhất. Nhà họ Triệu tôi chiếm cứ Thượng Kinh nhiều năm, dựa vào tình nghĩa vững chắc với Long Thần đại nhân, bữa tiệc lần này Long Thần đại nhân còn tự mình hạ chỉ muốn gặp mặt nhà họ Triệu tôi, vinh hạnh đặc biệt như thế, thử hỏi các vị đang ngồi ở đây còn có ai có thể có được át chủ bài của nhà họ Triệu, quả nhiên không tầm thường. Đợi lát nữa gặp mặt Long Thần xong, mong rằng Triệu công tử xin chỉ thị của Long Thần làm chứng cứ, giống tên rác rưởi không nên xuất hiện cũng dọn dẹp sạch, đó là đương nhiên. Đợi chút nữa
tôi sẽ xin chỉ thị của Long Thần Đại Nhân, tôi lại muốn xem, tên khám bệnh thối tha nhà cậu, rốt cuộc có mấy cái mạng, dám ăn vạ Long Thần Đại Nhân. Cậu chắc chắn chiếc nhẫn này là chứng minh nhà họ Triệu cậu và Long Thần Quân thành lập hữu hảo, đó là đương nhiên, mấy ngày trước Long Thần Đại Nhân còn hạ chỉ, muốn nhà họ Triệu tôi, người có được chiếc nhẫn này, lập tức trở về Thượng Kinh, cho khen thưởng chí cao, vô thượng. Đợi thế hệ thứ ba, nhà họ Triệu tôi nắm quyền, gặp mặt Long Thần Đại Nhân, tôi sẽ chơi con khốn này. Ngay trước mặt cậu, thiếp mời Long Thần đến. Thiếp mời Long Thần đến. Không nghĩ tới, Long Thần Đại Nhân còn chưa tới nơi, đã trải đường cho nhà họ Triệu tôi, thử hỏi, vinh dự như thế, có phải chỉ riêng nhà họ Triệu tôi có, thực lực của nhà họ Triệu không bình thường, ngay cả Long Thần đều cố ý đưa thiếp mời, tương lai Tình Tình và Triệu công tử nhất định có thể trở thành phu nhân hạnh phúc nhất Thượng Kinh. Đúng vậy, hai đứa bé này từ nhỏ thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, tương lai trở thành một nhà cũng là số trời. Còn trước khi tu thành chính quả, con đường phía trước có chút long đong cũng là bình thường. Tốt rồi, các vị đang ngồi đây ngày hôm nay đều là nhân chứng tôi giao hảo với Long Thần Đại Nhân, đợi cho Long Thần Đại Nhân đến, tôi nhất định sẽ nói tốt vài câu trước mặt Long Thần Đại Nhân, đến lúc đó dẫn đầu Thương Kinh, các vị thế gia đi tới đỉnh cao, đa tạ Triệu công tử đáp cầu dắt mối, nếu không dựa vào mối quan hệ của chúng tôi, nào xứng gặp được Long Thần Quân, tiểu thư nhà họ Vương này, đúng là tốt số, Triệu công tử một lòng một dạ đối với cô ấy, thế mà tìm một tên đàn ông khám bệnh, nếu là tôi, nhà họ Vương đã sớm hủy diệt, ai nói không phải sao, cành cây cao như Long Thần Quân, ai không muốn tiếp xúc, cũng chỉ cô gái nhà họ Vương này, xem không hiểu tình thế. Chắc hẳn, tấm thiếp mời này, chính là Long Thần Đại Nhân, cho nhà họ Triệu chúng tôi, danh hiệu, đây là thiệp cưới của Long Thần Đại Nhân, cậu một người đàn ông, hóng hớt cái gì? Cái gì, Long Thần Đại Nhân, muốn cưới vợ? Vưu tiểu thư, trước đó thủ hạ tôi, có nhiều đắc tội, còn xin ngài thứ lỗi. Tôi biết mà, thiệp cưới lần trước, chắc chắn là cho tôi, phu nhân, thiệp cưới lần trước, cất giữ ở Bắc Cảnh nhiều năm. Chúng tôi nhận được nhiệm vụ, liền xuất phát trước, bỏ qua, đổi mới thiệp mời mới, còn xin ngài đừng trách. Anh xem, trên thiệp cưới này, bóng hồng Juliet, rất đẹp, anh có lòng rồi, em thích là được. Trời ạ, thiệp cưới của Long Thần Quân, xính lễ này, cho Vưu tiểu thư, chẳng phải vừa rồi nhà họ Triệu còn nói, thông gia với nhà họ Vưu, rốt cuộc bây giờ, là tình hình gì? Đây, lời tối qua Tình Tình nói, chẳng lẽ là thật, Long Thần Quân đại nhân, ở trên điện, đưa xính lễ cho nhà họ Vưu chúng ta, Tình Tình, thật sự được Long Thần Quân, coi trọng. Cuối cùng là chuyện, lúc nào? Nhà họ Triệu, không phải tự nói, có quan hệ thân thiết, với Long Thần Quân, ngay cả tin tức này, họ đều không dò la, ra sao, Long Thần đại nhân, muốn cưới Vưu Tình làm vợ. Là như thế này, lúc trước, tôi luôn nói, muốn cưới đại tiểu thư nhà họ Vưu, đó cũng là sớm, nhận lấy, Long Thần Đại Nhân ra hiệu, dù sao, Long Thần Đại Nhân không ở Thượng Kinh, một chút con chó con mèo, khó tránh khỏi sẽ quấn lên Vưu tiểu thư, bây giờ tốt rồi, thiếp mời cũng đưa đến, như vậy, tôi cũng nên xong việc thối lui. Thật đúng là đổi trắng thay đen, một tay lành nghề, lòng người đều bị anh, chơi hiểu rồi. Chuyện thiếp mời, tôi đã sớm biết, có liên quan gì tới anh. Tình Tình, con còn không mau qua đây, thân phận bây giờ của con không phải bình thường, nếu như để cho Long Thần Đại Nhân biết được việc này, chắc chắn sẽ xuống tay với hắn, đừng tùy hứng nữa, có thể gả cho Long Thần Đại Nhân là vinh dự, bao nhiêu người cầu còn không được. Đúng vậy Tình Tình, nghe nói Long Thần Đại Nhân, năm nay không quá 30, người cũng dáng vẻ đường đường, chớ đừng nhắc tới, nắm giữ quyền thế, đừng có treo ở trên người tên bác sĩ này nữa, gả cho Long Thần Đại Nhân, tương lai, muốn cái gì, cũng là dễ như trở bàn tay. Nhà họ Triệu tôi, có quan hệ thân thiết với Long Thần Đại Nhân, chắc hắn đợi lát nữa, Long Thần Đại Nhân đến đây, nếu như nhìn thấy, bên cạnh vị hôn thê của anh ấy, còn dính sát cậu một miếng, cao da chó như vậy, anh ấy chắn chắn lột da rút xương cậu, không còn sót lại chút tận nào, công tích Thần Quân Đại Nhân, thiên thu vạn đại, tương lai bên người phu nhân, chắc chắn không thể có, sự tồn tại của những người khác, còn mong phu nhân hiểu rõ, đừng để chúng tôi khó xử, nếu không, các người, không sao. Chờ lát nữa anh nghiệm chứng, một ít chuyện xong. Anh sẽ tự chứng minh thân phận. Được, em chờ anh.
Tình tình đúng là con gái tốt của cha, ở trước mặt đúng sai, vẫn làm ra, lựa chọn chính xác, con đừng trách cha mẹ, nếu như chúng ta dám kháng chỉ, nhà họ Vưu chắc chắn thành tù nhân, danh tiếng Hứa Dương Y Tiên, Cố Nhiên tốt, nhưng Long Thần, không cần nói nữa, chờ Long Thần đến, cha mẹ tự nhiên sẽ hối hận, quyết định bây giờ. Thế nào? Người phụ nữ tôi không lấy được, cậu đời này, cũng đừng hòng đạt được, Long Thần sẽ xem ở, cơ nghiệp của nhà họ chờ tôi, không giết tôi, nhưng mà cậu một tên, bác sĩ cùi, không tiền không thế. Chuyện này liền khó nói, tôi hỏi cậu. 42 mạng người, nhà họ Hứa ở Lật Thanh. Là cậu làm. Nhà họ Hứa. Hứa Dương. Tôi nhớ ra rồi. Cậu chính là bé trai, duy nhất còn sống, trong số 43 người, án diệt môn, năm đó. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, cậu lại có thể ở đây, tìm tới tôi, năm đó nhà họ Hứa tôi làm việc, quang minh lỗi lạc, liên minh công chính, thế có liên quan tới dự án, có hại cũng sẽ không làm, nhưng mà nhà họ Triệu cậu, coi trọng dự án của nhà họ Triệu tôi, phí hết tâm tư, muốn đoạt nó, năm đó cha tôi cảm thấy, nhà họ Triệu cậu, không thích hợp dự án này, thế là tôi giết hết, bọn họ. Ai bảo lão già này, chướng mắt như vậy, nhà họ Triệu tôi có thể nhìn chúng, những gia tộc nhỏ kia, vậy đó là may mắn tám đời, nhà cậu. Lại còn không biết điều, đối đầu với tôi, vậy, bọn họ đều phải chết. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Dương Nhi chúng ta tách ra đi, con nhất định phải cẩn thận. Cha, chúng ta cùng đi. Đi mau. Đi mau. Đánh cho tao. Bốn mươi hai mạng người không bằng một dự án. Trên thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, kẻ mạnh làm vua, bằng vào thực lực của nhà họ Triệu tao nghiền chết nhà chúng mày, đơn giản như nghiền chết một con kiến. Thế nào? Kẻ thù diệt cả nhà mày bây giờ đang đứng trước mặt mày, mày tới giết tao đi. Nghĩ không ra Y Tiên và nhà họ Triệu còn có ngọn nguồn như vậy. Thù diệt môn, đây là, chắc chắn, không chết không thôi, đây còn phải nói sao, năm đó nhà họ Hứa trong vòng một đêm, cả nhà bị diệt, nghĩ không ra lại là, nhà họ Triệu gây nên, nhổ cỏ không trừ tận gốc, tất thành mầm tai họa. Nhà họ Hứa tôi, luôn thích làm việc thiện, quang minh lỗi lạc, chưa từng làm chút, chuyện thương thiên hại lý, nhưng nhà họ Triệu mày, ngay cả đứa bé, nhà họ Hứa tao vừa ra đời, cũng không buông tha. Thù diệt môn. Không đội trời chung. Giết tao. Mày dám không? Tao cho mày biết, nơi này chính là Thượng Kinh, là địa bàn của nhà họ Triệu tao. Hôm nay tao không giết mày, là muốn để cho mày tận mắt nhìn, nhà họ Triệu mày, dẫm lên vết xe đổ, thảm án của nhà họ Hứa tao năm ấy, phế vật chết tiệt. Mày lại dám ở trên đại điện Long Thần đánh gãy chân tao, chờ buổi lễ Long Thần kết thúc, tao sẽ bẩm báo sự thật với Long Thần đại nhân, tao muốn mày chết không có chỗ chôn. Triệu Lai à Triệu Lai, mày còn nằm mơ, giấc mộng giữa ban ngày, Long Thần quân của mày. Tao cho mày biết. Đừng nói mày chỉ là một đôi chân. Nhà họ Triệu mày, 78 mạng người, tao sẽ không tha cho bất kỳ ai. Đây gọi là gì? Đây gọi là, ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn, phế vật, nếu như Long Thần đại nhân biết, mày giết chết tao, anh ấy chắc chắn băm mày thành từng mảnh, lấy đó răn đe, một con chó rơi xuống nước, bị tao diệt cả nhà, còn có sức mạnh gì, kêu gào với tao. Đừng xúc động, bây giờ còn chưa phải lúc. Không sao, anh có chừng mực. Các người thấy chưa, đến lúc này rồi. T
tên phế vật này, còn thông đồng dụ dỗ, phu nhân Long Thần, cô còn chờ gì, còn không mau, bắt hắn lại, phu nhân, việc này không phù hợp quy tắc, im miệng, ít nghe chó sủa. Tiểu đội trưởng, tôi chính là người thừa kế duy nhất, nhà họ Triệu ở Thượng Kinh, Long Thần đại nhân từng, nói với ông nội tôi, giao hảo trăm năm. Nếu như hôm nay tôi, cứ như vậy chết ở, dưới kiếm tên phế vật này, nhà họ Triệu tôi, nhất định sẽ không, từ bỏ ý đồ, nhà họ Triệu, thật có nghe thấy, đúng vậy, nhà họ Triệu tôi, có quan hệ rất tốt, với Long Thần đại nhân, đến lúc đó, Long Thần đại nhân đến đây, tôi nhất định nói tốt, vài câu cho cô ở trước mặt anh ấy, đến lúc đó, cô chắc chắn có thể một bước lên trời, bây giờ chúng ta phải làm, chính là đuổi tên phế vật này, ra khỏi buổi lễ, Long Thần, im ngay, buổi lễ Long Thần, há lại cho cậu cản rỡ, buổi lễ Long Thần. Đây chẳng qua là tin tức, tôi thuận miệng thả ra thôi, không nghĩ tới nhà họ Triệu các người, thật đúng là có thể phán đoán, liền giao hảo trăm năm, lời nói láo này, cũng nói được, không thể nào, Long Thần đại nhân muốn gặp mặt, nhà họ Triệu bọn tao, đó là chính miệng nhận lời, đây là sự thật ván đã, đóng thuyền, vậy nếu như tôi nói, triệu tập nhà họ Triệu các người, chỉ là vì, một mẻ hốt gọn các người đâu. Chiến thần Mão Thỏ đến. Đây chẳng phải là người phụ nữ, bên cạnh Hứa Dương sao, chẳng lẽ, con khốn này, tại sao có thể là chiến thần Mão Thỏ, vai hề nhảy nhót. Cung nghênh Long Thần quân trở về. Đứng lên đi, là. Hứa Dương chính là Long Thần quân. Tình Tình nhiều lần nhắc nhở, tôi thế mà, không trách được Tình Tình, coi thường nhà họ Triệu, thì ra tất cả, đều có dấu vết lần theo, không nghĩ tới. Y Tiên vang danh khắp thiên hạ, và Long Thần Quân, là cùng một người, Long Thần Quân và nhà họ Triệu, có huyết hải thâm thù, làm sao có thể, làm chỗ dựa cho nhà họ Triệu, chúng ta đều bị, hắn lừa, Thần Quân đại nhân, nhà họ Triệu làm việc ti tiện, xin người đừng, buông tha họ, không thể nào, loại người hạ đẳng, ti tiện như mày, tại sao có thể là Long Thần, những người này chắc chắn là, diễn viên mày tìm tới, tao không tin, triệu tập cả nhà họ Triệu, đương nhiên là vì báo, thù diệt môn của, nhà họ Hứa tao năm đó. Nhà họ Triệu ở Thượng Kinh. Làm nhiều việc ác, ỷ thế hiếp người, giết hại trung lương, làm sằng làm bậy, hôm nay, Long Thần quân tôi ở đây, diệt cả nhà họ Triệu, lấy đó răn đe, các hào môn Thượng Kinh, lấy đó làm gương. Thẩm quân đại nhân, đã đến đông đủ, thuộc hạ đã hoàn thành, nhiệm vụ ngài giao cho. 8 năm trước, nhà họ Triệu các người, lại tàn nhẫn, hành hạ đến chết, toàn tộc Long Thần quân, 42 người. Không còn ai sống sót, hôm nay, tôi thay Long Thần quân, diệt cả nhà họ Triệu cậu. Để báo huyết hải thâm thù, chiến thần Mão Thỏ, xin cô tha cho nhà họ Triệu tôi, một con đường sống, chuyện năm đó có nguyên nhân. Muộn rồi, xúc sinh. Lại giết cha tao, tao muốn mày chết. Đây chính là... phỏng theo tác phẩm của mày. Triệu công tử. 8 năm trước, mày ngay cả em gái, chưa đến một tuổi của tao cũng không buông tha. 8 năm sau, tao muốn mày tận mắt nhìn, ác của mày gieo xuống. Thiên đạo có luân hồi. Cả nhà họ Triệu mày, nên xuống địa ngục. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Tao lại giết cả nhà Long Thần. Cũng không uổng, sống đời này. Nhưng mà... mày ngóc đầu lại thì có làm sao? Còn không phải cô đơn một mình. Không, anh ấy còn có tôi, nhà họ Vưu tôi, mãi mãi là, cảng tranh gió của anh ấy. Còn khốn nhà mày. Sớm biết lúc trước, tao nên, làm mày vui vẻ. Súc sinh. Đám súc sinh, chúng mày đều đáng chết. Long ngân chém hết, sự bất công của thế gian, thanh kiếm này. Giết vô số, kẻ tội ác tài trời, Triệu Lai, hôm nay, tao sẽ đưa mày xuống suối vàng, để mày đoàn tụ với nhà họ Triệu mày. Mang xuống. Suối quẩy, vâng, đưa đi. Những năm này, vất vả anh rồi, thu lớn đã báo, là việc vui, đúng đúng đúng, đã trừ bỏ nhà họ Triệu, Long Thần quý vị, đây đều là chuyện tốt, Hứa Dương, Long Thần quân đại nhân, trước đó, nhà họ Triệu dụ dỗ,
ép việc nhà họ Vưu, chúng tôi cũng bất đắc dĩ, mong được tha thứ. Long thần quân đại nhân, tình tình yêu, cậu sâu sắc, nếu không phải nhà họ Triệu, chặn ngang một cước, chúng tôi chắc chắn chiều theo ý con bé, thành hôn với cậu, mong cậu rộng lòng tha thứ, xin tha thứ cho nhà họ Vưu, chúng tôi lần này, ngày sau nhà họ Vưu chúng tôi, chắc chắn là hậu thuẫn, trung thành nhất của cậu. Thôi, chuyện hôm nay đi qua, sẽ không nhắc lại nữa, buổi lễ Long thần hôm nay, vốn chính là tôi vì tình tình, chứng minh thân phận. Chúc mừng Long thần quân đại nhân, người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Tình tình, 5 năm này, cảm ơn em ở phía sau, yên lặng bỏ ra, em vất vả rồi, bây giờ, đổi thành anh bảo vệ em, không vất vả, gặp được anh, đó là điều hạnh phúc nhất đối với em. Buổi lễ Long thần ngày hôm nay, cũng là lễ đính hôn của tôi và tình tình, từ nay về sau, Vưu tình, chính là phu nhân Long thần, gặp cô ấy như gặp tôi. Tham kiến Long thần quân, tham kiến phu nhân Long thần quân. Phu nhân, quãng đời sau này, xin chỉ giáo nhiều hơn, Hứa Dương. Cuối cùng em cũng gả cho anh.